Thứ ba thì sao nữa? À, liên quan đến cái việc mà mày rêu á, thì trong chia sẻ cho anh em hai cái câu chuyện liên quan đến mày rêu. À, bao nhiêu người muốn nghe thì mình gọi số 2 đi. Có hai cái câu chuyện liên quan đến mày rêu. À, câu chuyện thứ nhất á, có một cái thanh niên cũng rất là to khỏe, đi vào cái khu rừng để mà đốn củi. Cái ngày đầu tiên á, thì anh ta mang cái rìu vào khu rừng. Anh ta đến một cái gốc cây bất kỳ, anh ta chặt liên tục, chặt liên tục. Kết quả của ngày hôm đó, thì cái cây, gốc cây nó chả có hề hấn gì cả. Và anh ta dắt rìu đi về nhà. Ngày hôm sau anh ta lại tiếp tục đi vào rừng, cũng hùng hổ lắm, cũng đi vào rừng. Anh ta lại đi vào rừng và anh ta lại một cái gốc cây khác, không phải gốc cây của ngày hôm qua. Anh ta đến một cái gốc cây khác và anh ta lại tiếp tục dùng sức của mình để bổ liên tục vào gốc cây. Nhưng mà đến cuối ngày hôm sau thì cái cây nó cũng không chưa gì, nó cũng không có được đến đâu. Và anh ta lại đi về nhà, anh ta nghỉ ngơi, anh ta thư giãn. Và đến ngày thứ ba thì anh ta lại tiếp tục đi vào rừng, cũng cũng vác rìu vào rừng, lại đến một cái gốc cây thứ ba, và anh ta cũng tiếp tục dùng sức của mình để bổ bổ liên tục. Kết quả của ngày thứ ba thì cũng chả có thành quả gì. Và anh ta cứ làm liên tục như vậy, ngày này tháng kia. Đương nhiên thì cũng có những ngày thỉnh thoảng anh ta cũng có được thành quả ít ỏi. Thì đó là cái hình ảnh rất là quen thuộc của cái người đi đi đốn củi, mà mình chả biết là mình tập trung vào cái gốc cây nào. Anh em có thấy cái câu chuyện này quen quen không ạ? Ai thấy quen gõ chữ quy hoặc là chữ quen. Nó cũng giống như chúng ta đó anh em. Nếu mà mình soi ra thì mình nó cũng giống như mình đó. Mình có rất là nhiều cái gốc cây, tức là cái mục tiêu trong cuộc sống đó, đúng không? Chúng ta có nhiều mục tiêu, có nhiều ước mơ. Và chúng ta cũng có một cái cây rìu, nó là năng lực, nó là tư duy, nó là tất cả những gì thuộc về chúng ta. Và hàng ngày chúng ta cũng đang dùng rìu của mình để đốn vào các cái gốc cây, để chặt chém vào các cái gốc cây. Nhưng mà có thể là anh em chọn cái gốc cây nó to quá chẳng hạn, mà cái năng lực của cây rìu và cái sức lực của anh em thì nó nhỏ quá chẳng hạn, ví dụ như vậy. Và anh em đốn, có thể đốn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đốn 4 ngày, đến ngày thứ năm thì cái người đồng đội của mình, người bạn của mình bảo: ôi sao chặt cây to quá, thế lại đổi. Đúng không? Chúng ta cứ chặt hết gốc cây này đến gốc cây kia, kết quả là cái thành quả của mình nó rất là ít. Đó là một cái hình ảnh rất là quen thuộc ha. Mình nhìn thì mình nghe câu chuyện của cái anh tiều phu đi đốn đốn củi đó, mình thấy rất là mắc cười, đúng không? Nhưng mà chúng ta soi lại chúng ta thì nó cũng gần gần giống như vậy. Thêm một cái câu chuyện thứ hai. Bao nhiêu anh em thấy cái câu chuyện số 1 này nó thú vị, gọi số 1 đi ạ. Một cái câu chuyện số 2 cũng liên quan đến việc là cái rìu, chúng ta phải cần mài rìu ha. Cũng có một cái tiều phu rất là to khỏe, làm việc chăm chỉ, rất là khỏe mạnh. Thì anh này đi xin việc, anh đến nhà của một thương gia anh xin việc. Thì anh này to khỏe cho nên là đương nhiên là được nhận ngay. Rồi ngày đầu tiên thì anh vác cái rìu vào rừng, anh chặt rất là chăm chè chỉ, to khỏe nữa nên là kết hợp với sức khỏe của anh, anh đốn được 20 cây củi, anh mang 20 cái khúc củi về. Và cái người ông chủ thì thấy anh này làm việc rất là tốt, khen ngợi động viên, và thưởng cho anh ta rất là vui. Tiếp tục ngày thứ hai thì anh ta lại cũng mang cái rìu của mình vào rừng. Cũng với sức lực, sức trẻ, chăm chỉ làm việc, anh ta cũng đốn liên tục. Nhưng mà ngày thứ hai thì nó còn có 19 khúc củi thôi, anh ta vác về 19 khúc củi. Đến ngày thứ ba
thì anh ta cũng lại mang rìu vào rừng, và anh ta cũng làm việc rất là chăm chỉ. Nhưng ngày thứ ba thì cái số củi nó còn ít hơn, nó còn có 18 phút củi thôi. Ngày thứ tư thì nó giật xuống 17, xuống ngày thứ năm thì ngày 16. Cứ như vậy thì anh ta cứ cứ vác vào, và đến một cái ngày thì anh ta mang về chỉ có 10 cái khúc khúc gỗ à. Và anh ta rất là buồn bã đi đến gặp cái ông chủ của mình, và anh ta nói là anh ta đã làm việc cực lực, chăm chỉ, không có nghỉ ngơi, nhưng mà không biết tại sao cái số gỗ mà anh ta đốn được nó không tăng mà nó lại giảm. Thì cái người chủ hỏi cái anh đó là anh đã bao giờ mài rìu chưa? Trong suốt thời gian mà anh đốn củi á, thì anh đã bao giờ mài rìu chưa? Và anh tiều phu này bảo là mài rìu hả? Tôi không có thời gian để mà tôi chỉ lo đốn củi, tập trung đốn củi chứ không có thời gian để mài rìu. Anh em có nghe câu chuyện này quen quen không ạ? Ai đã nghe rồi rõ số 2. Cái ý nghĩa ở đây nó cũng giống như chúng ta đó nè, tức là mình có một tư duy của mình cũng chả có thay đổi, sức khỏe của mình nó thì thậm chí nó không có khỏe mạnh đâu, nó càng ngày nó càng yếu đi. Kỹ năng của mình thì mình cũng chả có cải thiện gì, tức là chúng ta có một cái số lượng tượng trưng là cộng lại hết, nó như kiểu một cái cây rìu, và chúng ta cũng đốn đốn liên tục, đốn liên tục, đốn ngày này tháng kia, và chúng ta không có chịu dừng lại để mài rìu. Tức là mình thay đổi cái cách làm này, thay đổi cách làm là một một cái, mình nâng cao cái kỹ năng, mình học để mình thay đổi tư duy. Thì đó là từ hai cái câu chuyện đó thì anh em chúng ta có thể là sau này khi mà nhắc đến từ mài rìu, thì anh em sẽ nhớ đến hai câu chuyện này, để mà mình gọi là mình tự nhận thức về bản thân, là mình phải cần mài rìu. Tức là ở đây tức là mình cũng cần phải nghỉ ngơi, cũng cần phải học tập, cũng cần phải suy ngẫm thêm, để mà chúng ta thay đổi những cái cách làm mới, lựa chọn những cái công cụ phương pháp nào nó mới đi, để chúng ta đạt một kết quả nó tốt hơn. Anh em nào mà thấy hai cái câu chuyện này nó rất thú vị và mình đã thuộc rồi thì mình gõ số 2 đi. Sau này chúng ta họp mặt đồng đội đội nhóm thì chúng ta cũng thường xuyên kể những cái câu chuyện về cây rìu. Cũng liên quan đến cây rìu thì ông tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ông bảo mà nếu mà cho ông 6 giờ để đốn cây thì ông dành hết 4 giờ đồng hồ để mài cây rìu, mài sắc bén cái cây rìu, sau đó mới đốn. Chứ không có đi lấy cái rìu cùng mà chúng ta đốn cây được ha. Rồi để vào mà nội dung chính trong chương trình thì buổi sáng hôm nay là phần của cô Lê Thị Thu Trang. Cô Trang là cũng là một trong những nhà đào tạo truyền cảm hứng và thủ lĩnh hành động trong cái team của Lê Thanh Trong. Cô Trang sẽ có thời gian là 2 buổi, buổi sáng hôm nay và buổi sáng ngày mai. Sẽ giúp cho anh em cái kỹ năng mà thiết lập mục tiêu. Anh em học 2 cái buổi này là mình cứ giữ cái cách làm này, cái công thức này, và anh em sử dụng liên tục, cứ mỗi năm thì chúng ta đặt cái mục tiêu mới, thay đổi mục tiêu, hoặc là 6 tháng thì chúng ta cũng phải xem lại cái mục tiêu của mình lại một lần. Đó thì anh em sẽ có được một cái công thức, một cái cách làm, một cái cách nào đó để mà chúng ta thiết lập cái mục tiêu cuộc đời của mình. Rồi cô Trang ơi, anh em cho cô Trang một tràng vỗ tay để cô Trang xuất hiện ha. Cô Trang đâu rồi? Vâng ạ, cảm ơn anh Trông và tất cả các anh em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Vâng, và chào ngày mới cả nhà mình. Chúc cả nhà mình một ngày tràn đầy năng lượng và thật là nhiều niềm vui. Chúc cả ngày hôm nay chúng ta sẽ luôn cười thật tươi và cười không lý do ạ. Và Trang rất là biết ơn anh Trông cũng như là các anh chị em trong đội nhóm của chúng ta và tất cả các anh chị em đang có được cái địa chỉ Zoom và đang ở trong phòng Zoom này. Trang biết là đây là cái thời điểm cuối năm, mọi người cũng rất là bận rộn với công việc ở ngoài kia, bộn bề lo toan, rồi hoàn thành nốt những cái công việc
để chuẩn bị đón một cái Tết thật là vui vẻ và an nhiên. Và Trang biết với những cái bộn bề lo toan đó, những anh chị đã gác lại và ngồi ở đây chúng ta dậy sớm cùng với nhau trong 4 ngày sắp tới để chúng ta cùng làm một cái việc mà thưa các anh chị, nhất định cái việc này chúng ta phải làm. Dù cuối năm có bận đến đâu đi chăng nữa, nhất định chúng ta phải làm điều này. Đó là phải cùng ngồi với nhau để nhìn lại những gì đã làm được trong năm vừa qua. Và ngồi với nhau để làm gì? Để viết ra những gì chúng ta sẽ làm trong 1 tháng tới, 3 tháng tới, 6 tháng tới, 12 tháng tới, 5 năm tới. Đúng không ạ? Vâng. Và nếu như chúng ta thực sự đang tìm kiếm một cái sự thay đổi, sự phát triển, mong muốn kiến tạo một cái cuộc đời mới, một cái tạo ra được những cái thành tựu mới trong năm 2022, biến nó thành một cái năm đáng nhớ, thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng làm điều đó. Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta sẽ ở đây tham gia hiện diện 100% trong 4 ngày này thì hãy comment tôi sẵn sàng để cho anh được biết ạ. Hãy comment tôi sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Và các anh chị hãy làm ơn chia sẻ cái đường link này. Đây là chương trình mà chúng ta tổ chức không chỉ cho hệ thống đối tác Lê Thanh Trông mà với tất cả các anh chị em, những bạn bè ở ngoài kia của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta hãy làm ơn chia sẻ cái đường link này để nhiều người được vào đây, chúng ta mở rộng thêm các mối quan hệ và cũng để giúp cho rất là nhiều người ở ngoài kia họ cũng đang muốn khao khát biết được cái cách để thiết lập mục tiêu làm cho cái năm 2022 rực rỡ hơn thì họ có cái cơ duyên được vào đây cùng với chúng ta được không ạ? Vâng, chúng ta đã sẵn sàng tham gia vào cái hành trình lên tàu tham gia vào hành trình 4 ngày cuối năm này, chúng ta đi mài rìu với những câu chuyện rất là ý nghĩa mà anh Trông vừa mới chia sẻ thì comment tôi ạ. Tôi sẵn sàng. Vâng. Dạ. Và đây thì cho Trang hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị em ở trong Zoom đã biết Trang ạ? Nếu như đã biết Trang thì comment số 1. Và nếu chưa biết Trang ngày hôm nay lần đầu tiên chúng ta có cơ duyên gặp nhau qua Zoom thì hãy comment số 0 để Trang được biết ạ. Nếu như chưa gặp nhau, lần đầu tiên, hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau thì hãy comment số 0 để Trang được biết. Còn nếu các anh chị em đã biết Trang rồi, đã thân thuộc với nhau rồi, chúng ta comment số 1 đi ạ. Dạ vâng ạ. Cũng có nhiều số 0 và cũng không ít số 1. Cảm ơn cả nhà mình. Và Trang xin dành một vài phút để giới thiệu về bản thân ạ. Trang tên đầy đủ là Lê Thị Thu Trang. Hiện nay Trang đang là giảng viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và cũng là một người đào tạo về kỹ năng, cũng là một đối tác, cũng là một cái cánh tay nối dài để lan tỏa chương trình 5 phút thuộc bài của Tâm Trí Lực, một chương trình của kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, một người thầy lớn đó là thầy Nguyễn Phùng Phong. Ngày hôm nay thì Trang ở đây cùng với anh Lê Thanh Trông. Chúng ta sẽ có cái chương trình 4 ngày gọi là cái series Mài rìu cuối năm với hai cái chuyên đề chính. Đó là thứ nhất, phần đầu tiên, kỹ năng thiết lập mục tiêu. Trang sẽ xuất hiện trong 2 ngày đầu tiên để chia sẻ với cả nhà mình vì sao phải thiết lập mục tiêu, những tư duy nào đúng khi thiết lập mục tiêu. Chúng ta sẽ ngồi để nói với nhau là tại sao mà đã rất nhiều lần mình lấy giấy, lấy bút ra viết lên những cái mục tiêu của cuộc đời mình. Thế nhưng mà rồi chúng ta lại đâu đó bỏ nó đi, để làm ra chúng ta lại mất tập trung, chúng ta lại sao nhãng, chúng ta lại không thực hiện được. Đó là những cái tư duy sai trong việc thiết lập mục tiêu. Thì trong ngày đầu tiên, tức là buổi ngày hôm nay thì Trang sẽ nói với chúng ta về những cái điều đó, những cái tư duy, những cái gì mà đã làm cho chúng ta sai lầm khi thiết lập mục tiêu bấy lâu nay mà chúng ta đã không thực hiện được mục tiêu của mình, và thiết lập những tư duy đúng đó là gì. Và khi ngày hôm nay chúng ta đã làm với nhau xong cái vấn đề đó là gì, tư duy đúng trong việc thiết lập mục tiêu, chúng ta không còn ngại cái việc cầm bút
viết ra mục tiêu của mình nữa. Đó, chúng ta không bảo ôi sợ quá viết thế này thì không thực hiện được, vân vân các kiểu. Tất cả chúng ta sẽ giải quyết trong buổi ngày hôm nay, và buổi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thực tế tất cả những câu hỏi để cho chúng ta làm sao chúng ta sẽ nổi bật được cái con người bên trong của mình ra. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi chính bản thân mình, cho chính cuộc đời mình, để chúng ta làm thế nào viết ra được cái bản đồ. Đấy, viết ra được bản đồ rõ nét nhất, ít nhất là trong năm 2022, và tầm nhìn xa là khoảng 5 năm tới. Rồi, và hai buổi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với những chuyên đề rất đặc biệt, đó là làm thế nào để bứt phá tài chính cá nhân năm 2022 của anh Lê Thanh Trương chia sẻ. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Những điều mà Trang và anh Trông sẽ chia sẻ trong chương trình này, nó sẽ là những công thức rất là đơn giản. Có thể đâu đó các anh chị em chúng ta đã được nghe rồi, thậm chí là nghe rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Rất nhiều lần rồi. Nhưng Trang muốn chúng ta đã dậy sớm. Vâng ạ, em cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Thăng và tất cả các anh chị em ạ. Chúng ta đã dậy sớm cùng với nhau. Trang biết ở ngoài ngoài miền Bắc đấy, Trang ở miền Bắc thì cũng đang rất là rét, đúng không ạ? Dậy sớm cùng với nhau, mất thời gian và công sức ngồi ở đây, thì Trang muốn chúng ta hãy cùng nhau cam kết một số điều, được không ạ? Thứ nhất là chúng ta hãy tìm một không gian và đắm mình hoàn toàn nghiêm túc, hiện diện 100% ở đây, được không ạ? Thân ở đây, tâm ở đây luôn, 100% trong 4 ngày của chương trình này. Và cũng như anh Trông đã nói, hãy ghi chép, hãy ghi chép, hãy ghi chép, hãy ghi chép, hãy ghi chép. Hãy làm bài tập, có bài tập ạ, có bài tập. Và bài tập này để cho chúng ta sau, Trang muốn rằng, và anh Trông cũng muốn rằng là sau 4 buổi này, tất cả những điều này nó không là lý thuyết. Sau 4 buổi này, chúng ta sẽ có trong tay một cái tấm bản đồ 2022. Và sau đó là gì? Ăn Tết. Và Tết xong chỉ có chiến thôi, được không ạ? Chỉ có chiến thôi. Chúng ta tranh thủ trong 4 buổi này chúng ta làm luôn cái việc đó. Và những điều này, những điều Trang sắp chia sẻ sau đây, có thể chúng ta đã đâu đó được nghe rồi, nghe nhiều rồi. Nhưng chúng ta đã ở đây thì Trang muốn rằng chúng ta hãy học tập với một cái tâm thế, đó là một ly nước rỗng, được không ạ? Một ly nước rỗng để có thể đâu đó những điều Trang sắp chia sẻ và rót thêm được cho anh chị một cái phần gì đó nó vẫn đang còn chưa tròn chưa đầy, được không ạ? Vâng. Và ở trên đời này không có gì là đúng, không có gì là sai, chỉ đơn giản là phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Những điều gì chúng ta thấy ý nghĩa, chúng ta thấy cái này áp dụng được, chúng ta mang về và sử dụng nó. Còn những điều gì chưa phù hợp, chúng ta chưa tiếp cận được trong cái giai đoạn này, thì chúng ta để lại chương trình, được không ạ? Dạ vâng. Và rất là biết ơn cơ duyên chúng ta được gặp nhau, cả những người đang comment số 0 và những người đang comment số 1. Số 1 thì yêu thương rồi, và số 0 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thêm yêu thương nhau, được không ạ? Và Trang rất thích một câu nói, gặp nhau không phải tình cờ mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau. Giữa hàng ngàn hàng vạn những người ở ngoài kia, cơ duyên chúng ta được ngồi ở đây cùng với nhau, gặp gỡ nhau rất là tuyệt vời đấy ạ. Và một điều nữa Trang muốn nói rằng, trong chương trình này Trang muốn chúng ta sẽ áp dụng một cái nguyên tắc. Nguyên tắc đó là gì? 30 giây trí não. Nhưng mình hãy comment xuống giúp Trang ạ. 30 giây trí não. Hãy comment xuống ạ. Và các anh chị hãy chuẩn bị một cái ly nước ấm để bên cạnh nhé. Buổi sáng chúng ta uống nước ấm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước. Đúng rồi ạ. Nguyên tắc 30 giây trí não, và chúng ta hãy sử dụng nó, đặc biệt là trong cái buổi tiếp theo á, những cái buổi mà chúng ta thiết lập mục tiêu. 30 giây trí não, đây là cái nguyên tắc của bậc thầy hàng đầu về hiệu suất trên thế giới, đó là thầy Brian Tracy. Chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều. Trong 30 giây khi Trang đưa ra một cái câu hỏi nào đó, cái gì nó diễn ra trong đầu các anh chị trong vòng 30 giây, nắm lấy nó luôn, lắm luôn, đúng không ạ? Vâng, không phải nghĩ nhiều đâu. Hãy nắm ngay lấy nó và viết xuống. Đừng phân vân, đừng chần chừ, đừng do dự, đừng nghĩ nhiều. Ngoài khi mà nghĩ quá lâu ấy,
vài phút các anh chị sẽ bắt đầu xuất hiện cái hiện tượng là gì? Nên hay không nên, bắt đầu sợ, bắt đầu lo, vân vân các kiểu. Nên các anh chị hãy nhớ nhé, 30 giây trí não. Các anh chị, cái gì làm cho các anh chị sung sướng nhất? Cái gì làm cho anh chị cảm thấy khát khao muốn đạt được nhất? Thì các anh chị viết xuống. Chạm, nguyên tắc 30 giây trí não. Hãy nhớ điều đó. Và cảm ơn cả nhà mình. Rất là tích cực, rất là nhiệt tình comment. Trang đã thấy được cái năng lượng của phòng Zoom của chúng ta. Vâng, nó đang rất là ấm, rất là nóng đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cả nhà mình. Yêu thương quá. Rồi. Và khi mà năng lượng thế này thì chia sẻ hết mình đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ, kỹ năng thiết lập mục tiêu. Nó là kỹ năng. Đúng không ạ? Kỹ năng. Chúng ta mong muốn có điều gì khi tham gia ở đây? Tại sao lại phải thiết lập mục tiêu cho mình? À, tại sao? Phần này rất quan trọng. Tại sao anh Trông yêu thương, yêu ái cho Trang chia sẻ trước? Tư duy rất là quan trọng. Bởi vì có tư duy này cho nên chúng ta đã làm như thế này. Đúng không ạ? Có tư duy như thế cho nên những năm tháng cuộc đời chúng ta đã làm như vậy từ trước đến giờ. Vậy bây giờ muốn làm khác đi, muốn có kết quả khác thì phải xem lại phần gì ạ? Phần tư duy. Đúng tư duy là đúng con đường, đúng định hướng, đúng không ạ? Why? Tại sao? Tại sao lại phải làm điều này? Tại sao phải học cái này? Tại sao lại phải làm cái kia? Cái câu hỏi tại sao các anh chị nhé? Đây là những câu hỏi mà chúng ta nhất định phải tự đặt ra khi làm bất cứ một điều gì. Khi bắt tay vào làm bất cứ một việc gì, nghiên cứu bất cứ một lĩnh vực gì, chúng ta hãy luôn đặt cho mình một câu hỏi tại sao? Vâng ạ, cảm ơn chị Hoàng Nguyễn rất tuyệt vời. Phải đặt câu hỏi tại sao trước khi làm bất cứ một cái việc gì, dù là nhỏ nhất. Ngày hôm nay á, công sức, thời gian và tiền bạc của chúng ta nó rất là đáng quý. Nếu như làm mà không có lý do đủ lớn thì các anh chị đừng làm, được không ạ? Nếu như không biết lý do tại sao phải làm thì chúng ta sẽ thường rơi vào một cái tình trạng nó gọi là gì? Trì hoãn, bỏ dở giữa chừng, lãng phí nguồn lực. Một câu rất là quan trọng, một câu mà Trang rất là thích và muốn chia sẻ với cả nhà mình. Đó là khi bạn không đưa được cái lý do tại sao bạn phải làm, hoặc cái lý do bạn đưa ra chưa đủ lớn ấy, thì bạn sẽ để những cái lý do khác khiến cho chúng ta không làm nó chiếm lấy tâm trí và khiến chúng ta trì hoãn. Đó. Và cái việc trì hoãn nó sẽ diễn ra liên tục, liên tục, liên tục. Được chưa ạ? Và không đưa được ra lý do tại sao phải làm thì chúng ta sẽ để những lý do không làm nó làm chủ cuộc đời chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trả lời câu hỏi tại sao cần phải thiết lập mục tiêu, hay nói một cách đơn giản, tại sao tôi lại phải ngồi ở đây, đúng không ạ? Tại sao tôi lại phải tham gia vào Zoom này để thiết lập mục tiêu cho cuộc đời tôi? Tại sao phải thiết lập mục tiêu? Theo các anh chị, tại sao chúng ta lại phải thiết lập mục tiêu ạ? Tại sao chúng ta phải thiết lập mục tiêu ạ? Tại sao chúng ta lại phải thiết lập mục tiêu? Rồi, chúng ta hãy thử comment xuống giúp Trang một vài điều đi ạ. Tại sao chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu? Dạ, để đi đúng định hướng, để có đích đến. Vâng ạ. Hướng đi dễ hơn để tập trung. À, tuyệt vời ạ. Định hướng hành động hay quá. Đúng rồi ạ. Biết mình cần phải làm gì. Chính xác. Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị em. Vâng ạ. Rồi ạ. Thì mình đang nhìn thấy được màn hình share của Trang đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Nếu thấy thì comment thấy đi ạ. Vâng, tập trung nguồn lực, tấm bản đồ. Vâng, tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các anh chị. Tất cả chúng ta đều có những câu trả lời cho mình. Đó là vì sao phải thiết lập mục tiêu. Và Trang biết những cái nội dung này có thể chúng ta đã nghe đâu đó rồi. Nhưng mà chúng ta vào đây, chúng ta vẫn đang mong cầu một cái điều gì đó, đúng không ạ? Nó trọn vẹn hơn, nó đầy đủ hơn và nó giúp chúng ta rõ ràng hơn. Vậy thì Trang xin chia sẻ với nhà mình một số những cái lý do tại sao chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu. Và khi chúng ta có lý do đủ lớn, chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng trì hoãn nữa. Thậm chí có những người, Trang biết bởi vì sao, Trang cũng đã từng như vậy. Trang đã từng là người gì?
viết ra rất nhiều những mục tiêu cho cuộc đời mình, viết ra rất nhiều mục tiêu cho một năm, viết ra rất nhiều những nhiệm vụ cần phải làm trong một ngày. Và rồi nó làm mình choáng ngợp, và rồi không thực hiện được, và rồi có lúc Trang nghĩ rằng thôi cứ làm thôi, cứ cố gắng nỗ lực mỗi ngày, cứ thế thôi. Được chưa? Rồi nghĩ là gì, cứ làm, cứ nỗ lực, điều tốt đẹp sẽ đến. Cứ làm thôi, cứ cắm đầu cắm cổ mà làm. Và rồi cái một lúc chúng ta nhìn lại, Trang nhìn lại và Trang thấy rằng mình đã quá lãng phí thời gian và nguồn lực. Và mình đang để cuộc đời dẫn mình đi đến đâu vậy? Mình khát khao trở thành một người đào tạo truyền động lực. Mình khát khao mang tiếng Việt chia sẻ cho rất nhiều người. Mình khát khao mong muốn giúp cho những học sinh học nhanh, nhớ lâu, vân vân. Chúng ta là đào tạo, đúng không ạ? Và mình đang để cuộc đời dẫn mình, đang làm những cái việc gì vậy? Rất nhiều lần đã viết ra mục tiêu và rồi gạch bỏ đi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Trang rất là thấm tại sao phải thiết lập mục tiêu. Thì Trang xin chia sẻ cái nội dung. Lý do đầu tiên, vâng, như các anh chị đã comment, mục tiêu chính là kim chỉ nam cho cuộc đời của bạn. Vâng, cảm ơn thầy Dũng, đúng rồi. Rất nhiều lần chúng ta đã làm như vậy. Và đặc biệt với những người đa mục tiêu thì trời ơi, rất là mệt, đúng không ạ? Mục tiêu chính là kim chỉ nam của cuộc đời chúng ta, như các anh chị em đã comment, đúng không ạ? À, một cái la bàn để chỉ hướng đông tây nam bắc đấy, đúng không? Vâng. Có kim chỉ nam, có cái la bàn này thì có nghĩa là chúng ta đang biết cái hướng đi của cuộc đời của chúng ta một cách chính xác hơn. Chúng ta không biết cần phải làm gì, không biết là nên đi đâu thì nó sẽ làm chúng ta tốn thời gian và năng lượng rất nhiều. Chúng ta sẽ tập trung vào những việc vô bổ, đúng không nhà mình? Vâng. Mình cứ tưởng tượng như là giống như là mình đang là một cái người bị bịt mắt, đúng không? Bịt mắt và đi trong bóng tối. Hoặc là giống như là chúng ta bị lạc vào một cái khu rừng. Trời ơi, lạc vào một khu rừng không có hướng, không có một cái hướng chỉ, không có một cái biển chỉ đường nào cả. Và chúng ta cứ cứ đi, ví dụ bịt mắt mà đi thì đi trong bóng tối thì đụng cái nọ, va cái kia, vấp ngã, vùi dập lên xuống, đúng không ạ? Đi trong khu rừng cũng như vậy, không biết đâu mà lần. Thì cuộc đời mà không có mục tiêu cũng như vậy, như là đi lạc trong bóng tối. Hay là một cách dễ hiểu, gần gũi nhất, giống như là như là các cái cầu thủ thi đấu ấy. Hãy tưởng tượng một cái trận bóng đá mà không có khung thành thì chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Mục đích của trận đấu là đá bóng, đưa bóng vào khung thành, ghi được nhiều bàn thắng, giành chiến thắng, đúng không ạ? Nhưng trận đấu không có khung thành thì các cầu thủ cứ làm gì? Cứ đá qua đá lại, trận đá qua đá lại, tốn công sức. Để nhớ, điều đầu tiên, mục tiêu chính là kim chỉ nam của cuộc đời chúng ta. Vâng, hãy comment xuống giúp Trang. Mục tiêu là kim chỉ nam của cuộc đời chúng ta. Và nếu như bạn chưa bao giờ, chưa từng viết mục tiêu, hoặc đã từng viết rồi bỏ đi và coi thường cái việc viết mục tiêu, thì bạn đang tự tay mình cầm cái la bàn của cuộc đời ném nó đi. Được không ạ? Chúng ta đang tự cầm cái la bàn của cuộc đời mình, chúng ta ném nó đi rồi. Và để chúng ta trở thành một người mù, một người đi trong bóng tối. Vâng, cảm ơn nhà mình. Và điều thứ hai, mục tiêu tạo động lực cho bạn. Như Trang vừa nói về cái trận thi đấu ấy ạ, có khung thành rồi, đúng không? Có khung thành rồi, mục tiêu là gì? À, đá bóng vào khung thành. Và tiếp theo là gì? Nếu như mà muốn chiến thắng phải ghi nhiều bàn thắng, đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà tính cái hiệu số bàn thắng bàn thua thì càng nhiều bàn thắng càng tốt, ghi được càng nhiều càng tốt. Và đó chính là động lực để cho các cầu thủ thi đấu. Và khi chúng ta viết được mục tiêu của mình, thiết lập được mục tiêu của mình, nó cũng giống như chúng ta được tiếp thêm doping ạ, như là cái vitamin cho cuộc đời mình. Đây là vitamin động lực, là cái năng lượng để cái động lực của chúng ta chảy khắp các cơ thể. À, vâng ạ, cảm ơn cả nhà mình. Tiếp thêm động lực, chúng ta lạc trong rừng lâu quá, chúng ta cứ đi mà không biết bến bờ thế nào ấy ạ, thì chúng ta sẽ rơi vào cái việc chán nản, mệt mỏi, đúng không ạ? Tuyệt vọng, đúng không ạ? Vô định mà,
Vô định là chán nản mệt mỏi rồi. Không có mục tiêu thì chúng làm mà chúng ta chán nản, mệt mỏi lắm. Chúng ta không biết chúng ta đang sống vì cái gì, đang cố gắng nỗ lực vì cái gì đây. Được không ạ? Chỉ đơn giản là sáng thức dậy và đi làm, đi làm, đi làm, biến cuộc đời thành cuộc làm. Đúng không ạ? Cứ đảm bảo cơm ăn áo mặc, sống tồn tại qua ngày. Đó là không có mục tiêu rõ ràng và chúng ta rơi vào tình trạng chán nản, đúng không ạ? Mất động lực và ngã quỵ, được không ạ? À, đó là cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với nhà mình. Cái điều thứ ba, mục tiêu chúng ta sẽ giúp chúng ta tập trung cao độ hơn. Vâng, giúp chúng ta tập trung cao độ hơn. Nếu như cái phần thứ hai, mục tiêu giúp chúng ta có động lực, đúng không ạ? Động lực, động lực, động lực thức dậy mỗi một ngày. Vâng, thì phần này giúp chúng ta tập trung cao độ hơn. Tập trung ở đây là gì? À, Trang muốn chúng ta sẽ làm một cái trải nghiệm này với Trang nhé. Ừ, chúng ta cùng nhìn xung quanh cái ngôi nhà của mình đi. Chúng ta đang ngồi trong nhà của mình, hãy nhìn xung quanh và hãy tìm cho Trang những cái vật có màu đỏ. Chúng ta hãy nhìn đi ạ, không cần comment, chúng ta cứ nhìn xung quanh nhà mình và tìm tất cả những cái thứ gì có màu đỏ và hãy ghi nhớ nó. Hãy nhìn xung quanh nhà mình, tất cả những cái gì có màu đỏ, một cái bút thôi, một cái tấm thiếp thôi. Đó. Vâng. Tất cả những cái gì có màu đỏ. Đã xong chưa ạ? Vâng. Rồi, và bây giờ thì Trang muốn chúng ta hãy nhắm mắt lại. Và anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Và bây giờ chúng ta hãy thử nhẩm xem, nghĩ xem trong đầu mình, nhà mình có những thứ gì màu vàng. Màu vàng. Nhắm mắt lại đúng không ạ? Rồi. Vâng, xin mời nhà mình mở mắt ra. Và chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì vừa xảy ra? Mục tiêu của chúng ta là gì? À vâng, hôm nay là chịu đúng không ạ? Rõ ràng cô này cũng vừa bảo mình tìm những cái thứ màu đỏ, bảo mình nhớ, mình đang nhớ rồi. Nhưng mà lúc mình nhắm mắt vào hỏi mình màu vàng. Đúng rồi ạ. Hỏi mình màu vàng. Vâng. Khi chúng ta có mục tiêu đó là màu đỏ, chúng ta tập trung vào nó. Tập trung toàn bộ để chúng ta chỉ tìm những cái gì màu đỏ mà thôi. Đúng không ạ? Vâng. Còn ai mà kể được? Bởi vì sao? Chúng ta đang quá quen thuộc với ngôi nhà của mình rồi. Chúng ta biết chỗ nào là có cái gì màu vàng. Đúng không ạ? Vâng. Mục tiêu giúp chúng ta tập trung cao độ. Không có ai mà lúc nãy Trang nói là tập trung vào màu đỏ mà lại vừa đi là nhìn màu đỏ nhưng mà để ý xem màu vàng với màu xanh lá cây nó ở đâu. Đúng không ạ? Vâng, chỉ một cái trải nghiệm đơn giản thế thôi. Và nếu như chúng ta không có mục tiêu chúng ta như vậy đấy, chúng ta sẽ phân tán tư tưởng. Và cũng có rất nhiều người vì sao không đạt được mục tiêu, không đạt được điều mình mong muốn? Bởi vì đơn giản không biết mình muốn gì, đúng không ạ? Nhưng lúc chúng ta rơi vào tình trạng không biết muốn gì, sáng ngủ dậy tôi buồn không biết vì sao tôi buồn, đúng không ạ? Không không biết mình muốn gì, rồi biết rồi nhưng không gắn cái hành động của mình tương thích với những cái điều mình mong muốn, đấy, mất thời gian tốn năng lượng. Và có mục tiêu chúng ta sẽ biết nhé, kế hoạch, biết mình cần làm gì, biết năm nay chúng ta muốn đạt được điều gì thì phải lên kế hoạch cho nó từ bây giờ đi. Vâng. Và hãy tập trung, tập trung, tập trung, tập trung. Động cái mục tiêu của chúng ta ấy, nếu bình thường ấy thì chúng ta không không có mục tiêu thì chúng ta không có động lực đâu, chẳng biết để làm gì. Nhưng mà có mục tiêu, có ước mơ, có khát khao, mỗi một sáng bạn thức dậy ấy, bạn thức dậy với một cái năng lượng tràn trề. Wow, lại một ngày nữa bắt đầu, đúng không ạ? Tiếp tục một ngày nữa chúng ta lại là thêm một ngày tiến tới mục tiêu của mình. À, có những công việc, có những việc chúng ta yêu thích, chúng ta làm, chúng ta quên ăn, quên ngủ, làm cả đêm, không biết mệt,
Đấy là cái gì ạ? Những công việc mà nó giúp chúng ta hướng tới mục tiêu, những khát khao cuộc đời của chúng ta, đúng không nhà mình? Vâng. Rồi, và điều thứ tư, lý do thứ tư ạ. Lý do thứ tư, hôm nay chúng ta kể hết với nhau nhé. Chúng ta kể hết với nhau. Lý do thứ tư, mục tiêu giúp bạn thấy rõ sứ mệnh của cuộc đời mình. Vâng. Thấy rõ sứ mệnh của cuộc đời mình. Cảm ơn nhà mình. Hãy comment xuống. Thấy rõ sứ mệnh của cuộc đời mình. Nếu như chúng ta không tự tay, tự cái bàn tay này thiết kế lên cuộc đời của chúng ta, thì sẽ có người khác thay chúng ta làm điều đó. Đúng không nhà mình? Nào, chúng ta sẽ dần dần trong 2 buổi này, chúng ta cùng ngồi với nhau nhé. Để từ dần dần chúng ta sẽ làm rõ hơn. Nghe cái từ sứ mệnh, nhiều người nói rằng ôi nghe nó vĩ đại quá. Không ạ. À? Đó là những cái gì, những khát khao, những điều chúng ta mong muốn đạt được trong cuộc sống. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này để làm gì, đúng không ạ? À? Chúng ta muốn trở thành ai, muốn trở thành người như thế nào, muốn làm một cái điều gì đó cho cuộc đời này. Đó là những câu hỏi mà chúng ta hãy liên tục hỏi mình. Mỗi một câu hỏi cho biết, ví dụ bạn muốn trở thành ai, bạn muốn trở thành người như thế nào, bạn muốn làm điều gì đó trong cuộc đời này. Mỗi một câu hỏi á, thì có thể trong từng thời điểm, chúng ta có cái hiện tượng này không, trong từng thời điểm nó sẽ có câu trả lời khác nhau, nó không giống nhau. Mỗi một thời điểm nó lại có câu trả lời khác nhau, nhưng không sao hết, bạn lại cứ thường xuyên hỏi nó đi, cứ thường xuyên hỏi 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 bản thân mình cái câu ấy đi, đúng không ạ? Và cứ hỏi thường xuyên như vậy, dần dần chúng ta sẽ có đáp án cho cái câu hỏi lớn là sứ mệnh cuộc đời của mình. Bởi vì sẽ có những giai đoạn câu trả lời của chúng ta khác, và sau một thời gian chúng ta cảm thấy không hạnh phúc. Không sao hết, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, đúng không nhà mình? Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Và có một cái câu mà chắc tin chắc rằng có thể nhiều anh chị em đã nghe rồi, là đại ý là thế này: mỗi một người chúng ta đều có 2 cơ hội được sinh ra. Lần thứ nhất là khi mẹ chúng ta sinh ra chúng ta, và lần thứ hai là chúng ta biết được cái sứ mệnh của cuộc đời mình. Tức là chúng ta biết được cái quãng đời còn lại của chúng ta sẽ làm gì đây, đúng không ạ? Vâng. Thì khi chúng ta ngồi xuống viết nó ra, thiết lập được cái mục tiêu của chúng ta ra, sứ mệnh sẽ dần dần nó sẽ lộ ra, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cả nhà mình. Và khi mà nó đã có rồi, đã viết ra rồi, chúng ta tập trung cao độ lắm. Chúng ta tập trung cao độ và rồi chúng ta làm gì nữa? À, chúng ta có động lực vô cùng. Vâng, cảm ơn nhà mình. Cảm ơn thầy. Rồi, điều thứ năm. Điều thứ năm. Điều thứ năm là gì ạ? Thiết lập mục tiêu sẽ gia tăng tốc độ hành động của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái tốc độ hành động lên. Vâng. Mục tiêu năm 2022 của chúng ta là gì? Vâng, thưa các anh chị, mục tiêu năm 2022 của các anh chị là gì? Vâng, chúng ta sẽ có phần bài tập để viết ra cùng với nhau nhé. Mục tiêu 2022 của tôi là gì? Ví dụ, tôi sẽ đào tạo, ít nhất là gì? Tôi sẽ đào tạo 5.000 người về giúp cho những người đó có giọng nói hay, có năng lượng, đúng không ạ? Truyền cảm, rồi đào tạo về kỹ năng thuyết trình. Tôi giúp cho 5.000 học sinh biết được cái phương pháp học tập hiệu quả. Đấy, tôi viết hết ra. Và khi tôi có mục tiêu rõ ràng như vậy, thì nó thúc đẩy hành động của tôi. Ôi, con số của tôi đã đặt ra như thế rồi, tôi không phải là cứ ngồi đó nhởn nhơ. Tháng này tôi dạy một lớp, tháng sau lại làm một lớp, tháng sau nữa mệt quá thì nghỉ, đúng không ạ? Không, khi đã có con số rõ ràng như vậy, chúng ta chia nó ra, thực hiện trong một năm. Thế thì sao ạ? Từng tháng chúng ta phải đạt được cái đích nào, con số nào. Và như vậy thì không có cửa để cho chúng ta ngồi đó mà trì hoãn. Đúng không ạ? Không có cửa, bởi vì sao? Mục tiêu đặt ra rồi. Năm nay phải gì? Phải đạt được con số đó. Vâng. Cảm ơn nhà mình viết ra. Và cái việc tính toán chi tiết từng con số, và đặc biệt nó liên quan đến lĩnh vực tài chính. Làm thế nào để nâng tầm cái ví của mình lên trong năm 2022, thì chắc chắn là gì ạ? Càng về cuối thì chúng ta sẽ tìm được cái điều đó ở trong cái buổi chia sẻ của anh Trông, đúng không ạ? Làm thế nào để nâng tầm chúng ta lên trong năm 2022
Nên nhà mình hãy nhớ nhé, đã không làm thì thôi, đã tham gia là tham gia đến cùng, đúng không ạ? Đã yêu thì yêu cho hết mình, trọn vẹn 4 ngày, chúng ta đồng ý không ạ? Vâng, lẩu ấy thì càng về sau ấy, nước nó càng chất, nó càng ngọt, nhà mình nhé. Vâng, đó là cái điều thứ năm. Điều thứ sáu, mục tiêu thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. Có được mục tiêu bạn sẽ hạnh phúc hơn. Bạn có thật sự đang hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống cuộc đời mà chúng ta đang khát khao không? Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có hạnh phúc với những công việc mà chúng ta sẽ làm trong ngày mới không? Đấy là những câu hỏi mà dịp cuối năm này nhất định chúng ta cần phải nghiêm túc ngồi lại. Chúng ta có đang làm chủ bản thân mình không? Những việc một năm qua chúng ta đã làm vì cơm áo gạo tiền. Cơm áo không đùa với khách thơ là như vậy. Chúng ta có hạnh phúc với nó chưa? Nếu đã hạnh phúc, xin chúc mừng cả nhà mình. Chúc mừng cả nhà mình. Còn nếu chưa, thì hãy nghiêm túc với nó. Chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy đến bao giờ nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy đến bao giờ nữa? Chúng ta có đang thỏa mãn, đang yêu thương, đang hứng thú với cái cuộc sống của mình không? Xin tặng cả nhà mình một câu. Thành công mà không hạnh phúc là thất bại ở dạng đỉnh cao. Đúng không ạ? Thành công mà không hạnh phúc là thất bại ở dạng đỉnh cao. Và thưa các anh chị em, với những cái gì mà chúng ta đã chia sẻ từ đầu đến giờ, Trang chỉ muốn nói một điều rằng, vâng, cảm ơn nhà mình đã khen về giọng nói. Tất cả cái cách nói, cái sự nhấn nhá, hay cái sự lên bổng xuống trầm, hay là to hay là nhỏ. Và ngày hôm nay Trang muốn để ở đây, và Trang là những người bạn của các anh chị. Ở đây Trang ít tuổi hơn rất là nhiều những anh chị. Có những người sẽ ít tuổi hơn này, có những người bằng tuổi, có những người nhiều tuổi hơn Trang rất nhiều. Trang xin phép nhiều khi là xưng hô anh chị này, xưng hô là các bạn, đúng không ạ? Các bạn ở đây để Trang muốn thức tỉnh. Trang muốn ở đây ngày hôm nay mình ở ngồi với nhau là những người bạn, là những người Trang là người đồng hành, người chia sẻ thôi. Ở đây không có cái dạy dỗ gì hết, đúng không ạ? Không có dạy dỗ, không có gì cả, mà chỉ là sự chia sẻ. Và những câu hỏi sẽ liên tục, những câu hỏi vừa rồi là những câu hỏi Trang liên tục giúp cho các anh chị gì ạ? Tỉnh. Được không ạ? Vâng. Nên là sẽ có những cái lúc các anh chị cho phép Trang làm điều đó chứ ạ? Sẽ có lúc, và đặc biệt ngày mai nữa, buổi hôm sau ấy, sẽ có lúc Trang sẽ phải nói như là gì? Là to giọng hơn. Các anh chị cho phép Trang làm điều đó chứ ạ? Vâng ạ. Trang xin phép. Vâng ạ. Trang sinh năm 1987. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vâng ạ. Trang sẽ liên tục, sẽ hỏi các anh chị liên tục. Và hãy nhớ rằng ở đây Trang là người em thôi, là người đồng hành, người bạn thôi ạ. Nhất trí. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Rồi, và điều thứ bảy, sống có mục tiêu và để lại di sản cho cuộc đời này. Ai rồi cũng chết mà thôi. Mục tiêu không phải là sống mãi mà là tạo ra cái thứ gì đó để đời. Vâng. Cho Trang hỏi, bao nhiêu trong số các bạn ở đây, các anh chị ở đây, có thể kể được đầy đủ cả họ và tên của ông bà ngoại, nội, ông bà nội ngoại hai bên của nhà mình? Nếu như có thể kể được thì comment là có. Kể đầy đầy đủ cả họ và tên của ông bà nội ngoại hai bên nhà mình thì comment có. Vâng ạ, cảm ơn nhà mình. Dạ, có. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn. Tuyệt vời. Bây giờ cho Trang hỏi tiếp. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây có thể kể tên, cả họ và tên nhé, cả họ và tên của cụ cố hai bên nội ngoại nhà mình ạ? À? Cụ rồi, lần này lên là tầng cụ rồi. Vừa rồi là ông bà mình, bây giờ là cụ của mình.
Vâng, không ạ. Không, đúng không ạ? Không. Không. Dạ vâng, Trang cũng không kể được. Trang không kể được ạ. Thôi Trang hỏi, ở đây ạ, à, Trang hỏi tiếp. Ở đây, ai đã từng nghe đến tên Phạm Nhật Vượng? Đó, vâng, Phạm Nhật Vượng. Ai đã từng nghe đến cái tên của ông Bill Gates? Vâng, ai biết tới ông Obama? Ai đã từng nghe đến Jack Ma? Vâng, thưa các anh chị em, cảm ơn nhà mình. Có biết đúng không? Tôi biết chứ, tôi quá biết, tôi biết rõ. Vâng, và các anh chị em ơi, chúng ta hôm nay ngồi ở đây ngày 18 tháng 1 năm 2022, chỉ vài chục năm nữa thôi, vài chục năm nữa thôi, đúng không ạ? À? Không phải trăm năm, là chục, con số là chục. Chúng ta sẽ trở thành những hạt cát trong cuộc đời này, chúng ta không còn tồn tại nữa. Vậy chúng ta muốn chúng ta sẽ được nhắc đến, chúng ta muốn ít nhất là con cháu của chúng ta nhớ tên chúng ta chưa ạ? Cụ Trang, cụ Trông, cụ Thăng, cụ Dũng, được không ạ? Chúng ta muốn điều đó chứ ạ. Và tại sao? Vâng, Bill Gates, Obama, Jack Ma, vâng, cụ Thủy, chào cụ Thủy, vâng, và hay bác Phạm Nhật Vượng, ước mơ cắm cờ Việt Nam ở trên lãnh thổ, tất cả các lãnh thổ, các quốc gia trên thế giới này, đúng không ạ? Chúng ta biết tên, bởi vì sao? Bởi vì họ có dấu ấn, để lại rất là nhiều điều cho cuộc đời này, đúng không ạ? Vâng, họ có dấu ấn, họ để lại giá trị cho cuộc đời này. Và nếu chúng ta không làm những cái điều đó thì chúng ta sẽ bị lãng quên mà thôi, đúng không ạ? Và đặt ra cái mục tiêu ngày hôm nay, ngồi đây viết ra mục tiêu, và nó giúp cho chúng ta làm sao có được cái điều gì đó để vài chục năm nữa để lại di sản cho cuộc đời này. Chúng ta đừng nghĩ rằng nó quá là viển vông, nó quá là lớn lao đi. Tôi không thể được như anh Phạm Nhật Vượng, tôi sao được như Obama với Jack Ma. Trời ơi, chính những cái chia sẻ ngày hôm nay, vâng, à, ví dụ ở thầy Thăng, vâng, cảm ơn thầy Thăng, những cái chia sẻ của thầy Thăng hay cô Châu Anh nó còn ở trên YouTube đấy, đúng không ạ? Trừ khi YouTube nó sập thôi, còn lại 100 năm nữa mà nó ở đó thì người ta vẫn search ra. Vâng, đây đây, cháu của cụ Thăng, à đây cụ tao đây nha. Mấy chục năm trước cụ tao lên chia sẻ về siêu trí nhớ học đường, mày thấy hoành tráng không? Đấy, nói với cháu nó, à, với bạn nó như thế, đúng không? Vâng, YouTube, TikTok, những bài viết, những bài chia sẻ, những cuốn sách, nó sẽ còn mãi, đúng không ạ? Những cái gì chúng ta chia sẻ, nó sẽ còn mãi mà. Chỉ thế thôi, đấy là di sản rồi. Đấy là di sản cho cuộc đời này rồi, đúng không ạ? Cảm ơn nhà mình, rất là tuyệt vời. Vâng, đấy. Nên Trang làm, khi mà Trang bắt đầu học hạnh phúc, vâng, rất hạnh phúc. Trang học và làm TikTok hay những cái video và những cái file ghi âm cho các bạn nhỏ, hay những kể những câu chuyện, thì cái điều Trang suy nghĩ, cái điều Trang khát khao nhất đó là gì? Vâng, để vài chục năm nữa vẫn còn, mọi người vẫn còn có thể nghe được giọng của mình, đúng không ạ? À? Vâng, cuộc đời này vô thường, một hơi, một cái nhịp hít vào chưa chắc đã còn nhịp thở ra. Nhưng cái tiếng nói của mình, những cái điều mình chia sẻ nó vẫn còn vang vọng, nó vẫn còn, và khi người ta cần nghe lại vẫn nghe được, đúng không ạ? Đây, bên nhà mình có thêm động lực. Thì đó là 7 cái điều Trang muốn chia sẻ, tại sao. Ôi anh chị em, trong Zoom của chúng ta vui vẻ hài hước quá. Vâng, tuyệt vời. Cụ Trang, vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn các cụ ạ. Vâng, cảm ơn các cụ. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các cụ rất nhiều. Rồi. Và đó là 7 cái lý do tại sao cần thiết lập mục tiêu. Chúng ta đã thấy là nó quá là tuyệt vời chưa ạ? Vâng, rất cần, đúng không ạ? Rất cần. Và đây, bây giờ sẽ là phần tiếp theo.
Thế bây giờ biết rồi. Vâng, tôi biết rất cần phải thiết lập mục tiêu. Nhưng tại sao từ trước đến giờ tôi đã làm rồi chứ? Tôi đã làm rồi, tôi đã viết rồi. Tôi đã thiết lập mục tiêu rất nhiều lần. Nhưng tại sao tôi không đạt được? Vâng, 9 sai lầm khiến chúng ta không thể đạt được mục tiêu. 9 sai lầm. À, có 9 cái. Điều đầu tiên chúng ta hay bị rơi vào đó là gì? Không viết mục tiêu ra giấy mà chúng ta để ở đâu? Chúng ta để ở đây thôi. Chúng ta chỉ để ở đây thôi. Chúng ta chỉ để trong đầu thôi. Chúng ta có rất nhiều dự định. Rất nhiều dự định, rất nhiều hoài bão, rất nhiều lý tưởng hay ho lắm. Nhưng chúng ta chỉ để trong đầu thôi. Chưa bao giờ hoặc rất ít khi chúng ta viết ra giấy. Hãy viết ra nhà mình nhé. Trí nhớ của một nhà bác học thua một mẩu bút chì cùn. Tất cả cái mục tiêu, cái ước mơ, thậm chí là gì, tất cả những cái gì chúng ta nảy ra, nghĩ ra, cái ý tưởng sáng tạo của chúng ta, phải bắt ngay lấy nó. Nhất định chúng ta cần phải có một cuốn sổ, một cuốn sổ nho nhỏ, không thì phải điện thoại, ngay luôn luôn ở bên cạnh mình. Nghĩ ra cái gì là ngay lập tức viết viết viết, bởi vì ý tưởng của chúng ta nó chạy qua đầu rất nhanh và chúng ta lãng quên cũng rất nhanh. Hãy nhớ, trí nhớ của nhà bác học thua một mẩu bút chì cùn, phải viết ra. Và Trang muốn chúng ta hãy làm một cái quyển sổ thật là đẹp để viết mục tiêu trong năm và mục tiêu cuộc đời. Nếu ai đã có thì chúc mừng cả nhà mình, còn nếu như ai chưa có thì hãy làm, bởi vì cái điều đó nó hoàn toàn xứng đáng. Mục tiêu cuộc đời của chúng ta là gì? Kế hoạch 2022, 2023, 2024 là gì? Nó hoàn toàn xứng đáng được viết ra trong một quyển sổ được trân trọng và nâng niu. Nhìn vào đó mỗi ngày để tạo động lực, đúng không ạ? Đừng viết bằng giấy nháp, hãy viết vào một quyển sổ. Rồi, viết vào quyển sổ và thậm chí là những cái mục tiêu ấy, những cái mục tiêu đó chúng ta còn viết nó ra gì nữa luôn nữa ạ. Viết ra giấy và dán vào những chỗ mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy, bất cứ chỗ nào chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Mục tiêu năm nay của chúng ta là gì? Viết dán ra, đúng không ạ? Rồi, mục tiêu tháng tới là gì? Mục tiêu trong 21 ngày tới là gì? Viết và dán ra bất cứ chỗ nào chúng ta dễ dàng nhìn thấy, được không nhà mình? Vâng, cảm ơn các anh chị em. Viết ra ở nơi làm việc này, đúng không ạ? Ở góc làm việc của chúng ta này, ở cái bếp chúng ta nấu ăn này, đúng không ạ? Thậm chí là dán cả ở nhà vệ sinh. Vì sao ạ? Đó là cái nơi chúng ta cũng thường xuyên nhìn thấy lúc chúng ta rảnh rỗi ấy. Lúc mà cảm xúc chúng ta dâng trào ấy, chúng ta được giải tỏa, chúng ta dâng trào ấy, chúng ta nhìn vào mục tiêu của mình để tiếp thêm động lực. Và bất cứ chỗ nào chúng ta nhìn thấy nó thường xuyên, chúng ta đều có thể dán nó vào. Nhà mình ạ. Vâng. Rồi. Sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ hai khiến chúng ta không thể đạt được mục tiêu, đó là mục tiêu không rõ ràng và cụ thể. Khi chúng ta không rõ ràng cụ thể thì cụ cũng không thể, đúng không ạ? Không cụ thể thì cụ cũng không thể được. Mục tiêu của chúng ta là gì? Nhiều người sẽ trả lời là gì? Tôi muốn giàu có hơn. Tôi muốn hạnh phúc hơn trong năm 2022. Tôi muốn thành công hơn. Năm ngoái tôi chưa thành công, năm nay tôi muốn thành công hơn. Tôi muốn giàu có hơn, tôi muốn hạnh phúc hơn. Vậy cụ thể hạnh phúc, giàu có, thành công của chúng ta là gì? Mỗi người sẽ có khái niệm giàu có, hạnh phúc, thành công khác nhau, đúng không ạ? Vâng, mỗi người có khái niệm thành công khác nhau mà. Có những người thành công là gì? Tài khoản có, mỗi năm có thêm 3 tỷ, 5 tỷ. Đúng không ạ? Có những người giàu là gì? Giàu là gì? À, tài khoản khoảng độ 100 tỷ. Đấy, mục tiêu cuộc đời, giàu, như thế, đúng không ạ? Đúng không ạ? Hạnh phúc là có nhà, có xe, có chồng, có con, vân vân. Nhưng có những người là gì? Hạnh phúc khi được chia sẻ. Hạnh phúc
khi một ví dụ năm nay của tôi hạnh phúc nếu như tôi chia sẻ được đến 5.000 em học sinh chẳng hạn. Vâng, đấy, mỗi người có những cái khái niệm, có cái định nghĩa hạnh phúc, thành công, giàu có của riêng mình. Nhưng nhất định không được chung chung, đúng không ạ? Nhất định không được chung chung. Có những người thì thành công là nuôi dạy con cái lớn khôn, trưởng thành. Đó. Có những người thành công là xây dựng một cái hệ thống, một tập đoàn, vân vân. Thế thì cụ thể là bao nhiêu? Rõ ràng ra, đúng không ạ? Ở rất mỗi quận người trong chúng ta đều có những khái niệm khác nhau mà. Nên là đừng có chung chung. Và đừng ghi chung chung nữa nhà mình nhá. Vâng. Hạnh phúc là gì? Thành công là gì? Giàu có là gì? Và đó cũng là cái sai lầm thứ ba này luôn. Thứ nhất, sai lầm thứ hai là không cụ thể rõ ràng. Sai lầm thứ ba là mục tiêu của chúng ta thường rơi vào tình trạng không cụ thể rõ ràng và chúng ta không đo lường được. Đúng không? Năm 2022, tôi muốn xinh đẹp hơn. Vâng. Thế bây giờ xinh đẹp của cô là gì? Vâng. Xinh đẹp là gì? Cụ thể là muốn giảm cân, là không phải dùng thuốc, hay là da trắng hơn, là muốn gì? Tóc mượt hơn. Đấy là xinh đẹp, đúng không ạ? Vâng. Rồi thế thì bây giờ đo lường là gì? Bây giờ muốn giảm cân cụ thể. Bây giờ mục tiêu 2022 tôi phải muốn xuống 50 cân chẳng hạn, không? Lượng mỡ là bao nhiêu? Vâng. Thân hình bao vòng là bao nhiêu? Đấy là cụ thể. Không mông lung. Vâng. Này, bây giờ những ai đang quản lý nhân viên thì bây giờ một ngày nhân viên gặp bao nhiêu khách hàng? Chúng ta có nhật ký không? Có bảng theo dõi không? Và phản hồi như thế nào? Đấy, trong các cái cuộc gặp gỡ khách hàng đấy thì kết quả ra sao? Nếu chúng ta không đo lường được, sao chúng ta cải tiến được, đúng không ạ? Vâng. Năm nay mục tiêu của tôi là gì? Tôi muốn làm từ thiện nhiều hơn. Thế từ thiện cụ thể thế nào? Làm ở đâu? Mấy lần? Cùng với ai? Làm cái gì? Được không ạ? Rõ ràng ra. Càng rõ ràng thì con đường của chúng ta nó sẽ càng được rút ngắn này, sẽ càng không tốn thời gian và nguồn lực, đúng không ạ? Đấy là cái điều thứ ba nhà mình nhé. Và Trang muốn nói những sai lầm, tại vì sao? Để chúng ta soi lại xem chúng ta có rơi vào, chúng ta đang mắc phải những cái sai lầm nào. Lát nữa khi xong 9 cái sai lầm này, mình nghiêm túc ngồi lại, mình tích xem, à đây rồi, không đạt được mục tiêu là mình đang mắc phải cái này đây, đúng không ạ? Và biết nó rồi thì thay đổi thôi, đúng không ạ? Vâng. Và điều thứ tư, mục tiêu của chúng ta không có deadline, không có thời hạn. À, ok, đặt mục tiêu rồi. Chi tiết rõ ràng. Vâng, cụ thể rồi. Nhưng lại quên một điều đó là gì? Bao giờ thì bạn làm? Bao giờ thì các anh chị làm? Bao giờ thì bắt đầu làm ạ? À? Bao giờ thì phải xong? Bao giờ chúng ta làm? Bao giờ chúng ta phải xong? Đấy chính là deadline. Vâng. Ở đây có các thầy cô giáo rất là nhiều, đúng không? Cho Trang hỏi này. Khi mà chúng ta có, không biết là các trường các thầy cô thế nào, mà trường Trang thì thế này. À, thỉnh thoảng là có đợt kiểm tra về về giáo án này, đúng không? Về bài giảng này, sẽ phải trình lên, trình lên. Thế thì cái deadline ấy, đúng không ạ? Là gì? Ngày 15 này là đoàn về, tất cả các thầy cô phải chuẩn bị nhá. Trời ơi, khi mà có một cái mục có một cái deadline như thế là kiểu gì thì kiểu cũng phải gì ạ? À? Mọi khi là trì hoãn lắm, có deadline rồi là kiểu gì cũng phải chạy để đến ngày đó là phải xong để mà nộp, đúng không ạ? Mà đặc biệt cái ngày 15 là deadline thì cái ngày 13, 14, thậm chí là cái đêm 14 ấy, không hiểu cái sức mạnh ở đâu, trời ơi, tôi làm việc gấp bao nhiêu lần so với những ngày trước đây, đúng không ạ? À? Làm việc kinh khủng luôn. Mình nghĩ mình giỏi thật. Ngày 14, ngày 15 mà deadline, ngày 14 siêu thật. Đúng không ạ? À? Vâng, đấy là sức mạnh của deadline đấy. Và đó cũng chính là cái cơ chế của não bộ chúng ta mà thôi. Ở đây thì những nhà đào tạo về siêu trí nhớ, chúng ta biết mình có hai bán cầu não phải, bán cầu não trái, đúng không ạ? À, bán cầu não phải, bán cầu não trái, đó là phần não người ở trên này. Nhưng theo tâm lý học, cái lý thuyết ba não của nhà tâm lý học Paul MacLean, nhà thần kinh học Paul MacLean, thì ông đã phân tích và đến bây giờ cái giá trị, cái đó nó vẫn còn giá trị cho cái ngành nghiên cứu về tâm lý, về thần kinh học. Là gì ạ? Con người của chúng ta có ba não.
Phần thứ nhất là phần não bò sát, phần thứ hai là phần não thú và phần thứ ba là phần não người. Thì cái này có thời gian, có điều kiện Trang sẽ chia sẻ sâu hơn với các anh chị về cái lý thuyết ba não này. Nó sẽ có giá trị rất lớn trong cái quá trình chúng ta quản trị cảm xúc, chúng ta giao tiếp. Vâng, thế thì ở đây Trang muốn nói về cái câu chuyện deadline này. Nó đánh đúng vào cái phần não gì ạ? Não bò sát của chúng ta. Chúng ta có phần não bò sát. Não bò sát là nó làm hai việc thôi, chiến và biến, đúng không ạ? Ví dụ như thế này, khi chúng ta sờ tay vào lửa, chuyện gì xảy ra? Sờ tay vào nước nóng, ngay lập tức chúng ta làm gì ạ? Chạm vào cái ôi nóng quá, đúng không ạ? Chạm vào ôi nóng quá, chúng ta rụt lại. Cái tốc độ xử lý thông tin của chúng ta lên tới 1 trên 80.000 giây. 1 trên 80.000 giây nó nhanh như là cú mổ của một con rắn. Và đấy chính là cái não bò sát, con bò sát của chúng ta. Đấy. Khi mà ai đó bình thường rất là lịch sự như thế này thôi. Nhưng ai đó mà động đến mình, nói bố nói mẹ mình, xúc phạm mình, tự nhiên là gì ạ? Nóng gáy rồi, nóng gáy rồi. Bắt đầu phừng phừng lên rồi, đúng không ạ? Vì sao? Đó là gì ạ? Đó là cơ chế của não bò sát. Và khi mà chúng ta bị dồn vào nguy hiểm thì ngay lập tức nó sẽ cho chúng ta sức mạnh vô biên để phản ứng lại. Và cái ví dụ hoặc là đang đi thế này ạ. Cô gái đang đi chơi với người yêu trong công viên, đi giày cao gót. Ôi anh ơi, bế em một tí được không, em mỏi chân quá. Lên đây anh bế. Thế nhưng mà đang chuẩn bị bế người yêu thì sao ạ? Một con chó béc xê từ đâu sồng sộc tới, chạy sồng sộc tới. Và chuyện gì xảy ra lúc đấy thì sao? Giày cao gót hay là đau chân thì trời ơi xin lỗi, chỉ có gì ạ? Quẳng đi mà chạy thôi, đúng không ạ? Vì chúng ta bị dồn vào não bò sát rồi, đứng đấy mà chờ anh ơi bế em, không ạ? Tất cả lúc đấy cả anh với em đều chạy mất dép. Vâng, chính xác ạ. Đấy là não bò sát dồn chúng ta vào nguy hiểm, là chúng ta gì? Phải biến, chiến hoặc biến thôi, đúng không Vẫn ạ? đủ hàng Chiến hoặc thịt biến, luôn, vẫn làm chạy hàng mất thịt dép. nhiều. Và Mà ta hay chính cái sau điều thì ta đó, đấy là cơ chế. Thì bây giờ cái deadline nó làm cho chúng ta gì? Dồn vào nguy hiểm rồi đấy, chúng ta phải làm. Và sức mạnh vô biên luôn, đúng không ạ? Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tôi phải đạt được con số này. Mục tiêu tài chính là thế này, sức khỏe là thế này, đúng không ạ? Vậy thì đấy là deadline cho chúng ta cái gì ạ? Sức mạnh để chúng ta chiến đấu. Vâng, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Áp lực mà, có áp lực. Chúng ta có biết câu là áp lực thì tạo ra kim cương, đúng không? Áp lực có hối thúc, có bắt đầu phải có thời điểm kết thúc, nhớ nhé nhà mình. Vâng, và có muộn để bắt đầu không? Chả bao giờ là muộn, đúng không nhà mình? Có khi nào là muộn không ạ? Có ai nói là mình đang già rồi không? Vâng, không ạ. Vâng, Trang rất là có những người mà khi mà hỏi Trang về những cái khóa học, nói rằng tôi già rồi, tôi già rồi, chắc là mình bây giờ chỉ học để cho con cháu học, mình già rồi. Vâng ạ. Tuổi trẻ là sự trẻ trung trong tâm hồn, đúng không nhà mình? Ai đồng ý điều đó thì giơ tay. Vâng, giơ tay vậy ạ. Tuổi trẻ là trẻ trung trong tâm hồn mà, Trang không có tính tuổi vật lý đâu. Vâng, đúng không anh chị em? Vâng ạ. Dạ. Rồi, như không bao giờ là quá muộn để mà đặt ra cái mục tiêu, cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho mục tiêu của mình nhà mình nhé. Chúng ta biết gà rán KFC chưa? Ông đã khởi nghiệp khi rất là già rồi. Nếu như lúc đó ông nghĩ rằng già rồi, muộn rồi, không khởi nghiệp nữa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có gà rán KFC để ăn. Nên là đừng ngại nhé, không bao giờ là quá sớm hay là quá muộn hết. Cảm ơn nhà mình. Rồi. Và điều thứ năm. Điều thứ năm, sai lầm thiết lập mục tiêu. Điều thứ năm là chúng ta có quá nhiều mục tiêu hay là chúng ta là người đa mục tiêu. Vâng, quá nhiều mục tiêu nhà mình à. Nào bây giờ Trang muốn chúng ta cùng trải nghiệm một chút cho vui nha. Không biết từ nãy đến giờ Trang nói có ai buồn ngủ không? Nếu như Trang nói mà có buồn ngủ thì Trang cũng xin lỗi anh chị em vì cái tông giọng của Trang nó hơi trầm ấm. Rồi, vâng, nếu như mà chúng ta hơi thay đổi không khí ạ. Bây giờ ở đấy chúng ta có giấy chưa ạ? Trang muốn chúng ta hãy cầm lên hai cái bút, tay phải cầm một bút, tay trái cầm một bút, mỗi tay cầm một cái bút. Vâng. Rồi,
Và bây giờ chúng ta cùng viết ra cái tờ giấy nháp, đừng viết vào, đừng vẽ vào cái quyển sổ đẹp đẽ mục tiêu nhé. Chỗ này là giấy nháp thôi. Vâng, là gì ạ? Một tay cầm bút, hai à nhầm, tay phải cầm một bút, tay trái cầm một bút. Bây giờ một tay thì vẽ hình vuông, một tay và vẽ thì vẽ hình tròn. Nào, một tay thì vẽ hình vuông, một tay thì vẽ hình tròn. Một tay thì vẽ hình vuông, một tay thì vẽ hình tròn ạ. Hai tay đồng thời nhá, đừng thằng nào chờ thằng nào. Một tay hình vuông, một tay hình tròn ạ. Hai tay đồng thời luôn, vẽ đồng thời luôn. Hai tay cùng vẽ đồng thời, một tay hình vuông, một tay hình tròn. Đồng thời. Vâng. Rồi, dạ. Vâng, đây là bài hát truyền động lực. Bài này nó bơm động lực cho Trang rất là nhiều, tất cả các chương trình của Trang Trang à, đặc biệt là những cái chương trình offline mà khi lên sân khấu anh chị em. Đây là bài hát tiếp lửa cho Trang để lên sân khấu. Vâng. Rồi, có vẽ được không ạ? Ai vẽ được? Thế bây giờ chúng ta làm lại nhá. Thôi, chuyển hết bút, cầm cầm một tay thôi ạ. Chúng ta thuận tay phải hay tay trái thì chúng ta vẽ. Vẽ hình tròn. Xong rồi vẽ hình vuông. Vâng. Vẽ hình tròn và vẽ hình vuông. Từng tay một thôi ạ. Tay phải cầm tay phải. Chúng ta ở đây 99,9% là dùng là thuận tay phải. À là viết cầm bút bằng tay phải rồi. Đúng không? Vẽ được mà xấu quá. Đúng rồi. Bây giờ dùng một tay thôi. Tay kia cho nghỉ đi ạ. Dùng một tay thôi. Vẽ hình vuông. Rồi một tay vẽ hình tròn. Tay rồi sau đó vẽ hình tròn. Vâng. Rồi ạ. Vâng, Trang cũng không cần phải hỏi nhiều nữa vì các anh chị em đã comment rồi. Cái đoạn mà cầm hai tay ấy, mà vẽ hai tay cùng cầm bút mà vừa vẽ vuông vừa vẽ tròn thì cũng vẽ được đấy. Nhưng mà vuông không ra vuông mà tròn nó lại thành méo, đúng không ạ? Làm được, vẽ được, nhưng mà cần phải thuyết minh. Đây là vuông, đây là tròn, đúng không ạ? Vâng. Đấy chính là cái giá của việc chúng ta làm một lúc quá nhiều việc. Chúng ta có quá nhiều mục tiêu. Chúng ta đang chinh phục cái này. Chúng ta lại ngó sang cái kia một tí. Ai có cái gì hay chúng ta lại nghía sang một chút. Chúng ta tên thầy, tên trở thành là thích đủ thứ. Đúng không ạ? Chúng ta trở thành thích đủ thứ. Chúng ta có thể tham vọng. Nhưng đừng quá tham lam. Tham lam thì không nhận được gì cả. Đúng không ạ? Nó sẽ loạn lên. Tâm trí sẽ bất ổn. Đúng không? Vì chúng ta đặt ra quá nhiều thứ mà không thực hiện được. Và đấy, thế rồi chúng ta làm sao ạ? Chán, bỏ. Thôi, mục tiêu dẹp. Viết mất thời gian, chả làm được. Đó. Vì sao? Viết quá nhiều. Như mình nhé. Vâng, viết quá nhiều. Và cái này á, Trang cũng đang tu từng ngày. Tu từng ngày luôn. Mình là người đa mục tiêu. Mình cũng là người thích đủ thứ. Nhưng cái này nó luôn giúp Trang, Trang luôn phải soi vào nó hàng ngày. Vâng ạ. Tập trung vào mục tiêu thôi. Tập trung thôi, tập trung thôi. Đúng không ạ? Ai cũng có 24 giờ một ngày để sống thôi. Nên là chọn những cái gì thực sự thích, thực sự hạnh phúc. Tập trung thôi, tập trung, tập trung. Tại một thời điểm, tại một thời điểm, tập trung, tập trung. Cái nào chuyển giao được thì chuyển giao. Vâng. Và những năm vừa rồi ạ, đặc biệt 2 năm gần đây, Trang bắt đầu chuyển giao rất là nhiều. Đúng không ạ? Chuyển giao. Những cô giáo nào mà đang đồng hành cùng với Trang thì thấy rằng là Trang đang chuyển giao rất là nhiều. Chắc là các bạn đã cảm nhận được chuyển giao. Phần này làm đi. Trước đây ấy, thì Trang rơi vào cái tình trạng là gì? Ui, nói thì mất thời gian. Giải thích thì nhiều khi là mình cầu toàn. Mọi người không làm được theo ý của mình. Thôi mình làm bén đi cho nhanh. Đúng không? Làm bén đi cho nhanh. Mất thời gian phải nói. Nhưng mà sao? Chính vì cái việc chúng ta ôm, ôm quá nhiều thứ. Làm chúng ta mệt, chúng ta mỏi, chúng ta chán nản. Đúng không? Đó, đa mục tiêu nha. Vâng. Ngày hôm nay chúng ta là những người, cái cuộc sống hiện đại, cuộc sống bộn bề, chúng ta lại là những người khát khao phát triển bản thân, khát khao chinh phục. Nên chúng ta đa mục tiêu. Đó là chuyện bình thường, đó là chuyện rất là nhiều người gặp phải anh chị em nhé. Vâng.
tập trung lại. Đó, chung. Rồi, điều thứ sáu, sai lầm thứ sáu ạ, chúng ta sẽ đi nhanh. Sai lầm thứ sáu là chúng ta không thay đổi phương pháp. Không thay đổi phương pháp. Chúng ta đặt ra mục tiêu, không làm được, không đạt được. Lần sau lại tiếp tục như thế. Làm theo cách cũ và mong có được một cái kết quả mới. Thì từ khóa ngày hôm nay của chúng ta là gì? Linh hoạt. Thay đổi phương pháp. Không bao giờ có một cái kết quả mới khi mà chúng ta cứ ngồi đó và kiên trì làm theo cách cũ. Mục tiêu không thay đổi nhưng phương pháp phải thay đổi và linh hoạt nha mình nhé. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Mục tiêu thì không thay đổi nhưng phương pháp làm, cách làm thì phải thay đổi, phải linh hoạt. Và linh hoạt trong phương pháp nhưng đừng linh hoạt trong mục tiêu ạ. Đừng linh hoạt trong mục tiêu. Mục tiêu không thay đổi đấy, chúng ta ngắm đến cái điều chúng ta ngắm đến không thay đổi nhưng cái phương pháp, cách đi, nếu như đi bộ chưa ok rồi, đi đôi giày này chưa ok, đi đôi giày khác, đi đôi dép này chưa ok, chuyển đôi dép khác, đúng không ạ? Rồi, vâng. Ơ chào mình. Và cái điều thứ bảy, cái điều thứ bảy khiến chúng ta không đạt được mục tiêu là chúng ta lo sợ thất bại. Chúng ta lo sợ thất bại. Chúng ta viết mục tiêu không làm được và nó trở thành một cái vết thương lòng, trong dùng cái từ văn vẻ như vậy, vết thương lòng, đúng không? Không, vết thương lòng, tôi khổ tâm lắm, tôi viết làm không thực hiện được đấy, mình viết mấy lần rồi mình có làm được đâu, thôi. Vâng, sợ thất bại. Thì hôm nay cái từ khóa thất bại Trang muốn chia sẻ với nhà mình, trong cuộc đời của chúng ta ấy, chúng ta sẽ có 5 cái loại thất bại. Hãy comment xuống 5 loại thất bại, 5 loại thất bại. Và chúng ta xem chúng ta đang rơi vào cái loại thất bại nào, đúng không ạ? Và chúng ta thích cái loại thất bại nào nhé. Có 5 loại thất bại. Thất bại thứ nhất là thất bại. Có 5 loại thất bại ạ. 5 loại thất bại. Thứ nhất là thất bại vì không làm gì hết. Vâng, chả làm gì hết. Thất bại ngay từ đầu rồi, đúng không ạ? Thất bại là thất bại đầu tiên ấy. Thứ nhất là thất bại vì không làm gì hết. Vâng. Khi mà chúng ta bắt đầu ngồi lên xe đạp, đạp thì có phải những cái vòng quay đầu tiên nó rất là nặng không ạ? Nhưng mà khi nó bắt đầu đi rồi, bon rồi thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Có đúng không các anh chị em ạ? Vâng. Buổi sáng thức dậy trời lạnh như thế này, khó khăn nhất là cái lúc chúng ta bật dậy rồi, đúng không ạ? Ra khỏi cái chăn. Nhưng mà khi mặc được cái áo ấm vào rồi, đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi thì mọi thứ nó lại trở nên bình thường, đúng không? Vâng. Cái bước đầu tiên ấy, bước từ 0 đến 1 bao giờ cũng là khó nhất. Còn bước từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 trở đi thì nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vâng. Và chính vì cái bước đầu tiên nó khó nên rất nhiều người đã dừng lại ở cái bước đó. Và thành công thì nó không đến một cách tự nhiên. Chúng ta nghe câu này nhiều rồi. Nhưng có một thứ sẽ đến một cách tự nhiên. Anh chị không cần phải làm gì cả. Anh chị có biết đó là gì không? Không cần phải làm gì cả. Nó sẽ đến một cách tự nhiên. Đó là sự già đi. Đó là cái chết. Và sự thất bại. Đấy là những thứ chúng ta không cần phải làm gì. Nó sẽ đến tự nhiên. Các anh chị cứ không tin cứ thử mà xem. Sự già đi, cái chết và sự thất bại. Hãy nhớ, thành công không đến một cách tự nhiên. Thất bại đầu tiên Trang muốn chia sẻ với nhà mình. Thất bại là vì không làm gì hết. Comment xuống, thất bại vì không làm gì hết. Cái điều thứ hai ạ, cái thất bại thứ hai. Thất bại do người khác nói, không được đâu. Cho nên bạn không làm nữa. Bên ngoài người ta nói là không làm được đâu. Hay nói một cách đơn giản, thất bại do bị xúi dại. Đúng không ạ?
Cái thứ hai này là thất bại do bị xúi giải. Lập mục tiêu nhưng người khác nói rằng ô không làm được đâu, thế là chúng ta không làm nữa, thất bại chưa? Vâng. Ôi không làm được đâu. Vâng. Ôi bây giờ bão hòa rồi, ôi rồi ôi, trẻ con nó đã học Zoom, nó đã mệt hết cả người, bây giờ thì lan tỏa cái tài khoản học online, ôi nhiều tài khoản lắm, không làm được đâu rồi. Vâng, không làm được đâu rồi, khó lắm thôi. Vâng, đấy là gì ạ? Thất bại do bị xúi giải. Ừ đúng rồi, ừ, tao cũng thấy thế thật, công việc khó, thời buổi này khó, bão hòa hết rồi, khó, quá nhiều phần mềm. Vâng, khó quá. Dạ. Đó là cái điều thứ hai, thất bại do bị xúi dại nha, chúng ta đừng bị xúi dại nha. Điều thứ ba, thất bại do làm một lần rồi bỏ cuộc luôn, làm một lần xong bỏ luôn, đấy là dạng thất bại thứ ba. Đấy, thất bại thứ ba. Thất bại thứ nhất là cấp độ đầu tiên là gì? Không làm. Thất bại thứ hai là viết ra định làm nhưng người ta bảo ê đừng làm, không làm được đâu. Cấp độ thứ ba, à, làm một lần rồi đấy nhưng thất bại, bỏ cuộc luôn. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ ba, thứ tư, xin lỗi, thứ tư ạ. Thứ tư là gì? Thất bại theo cách thất bại. Cái thứ tư là thất bại theo cách thất bại. Cách bại, thất bại một cách thất bại là gì? Thất bại nhưng không chỉnh sửa, kiên trì theo cái cách mà chúng ta đã thất bại ở lần trước. Vâng, tôi rất kiên trì, tôi rất kiên trì, tôi rất kiên định. Vâng, tôi rất kiên trì, tôi rất kiên định, nhất định tôi sẽ làm lại. Nhưng mà gì? Tôi lại làm lại theo đúng cái cách mà tôi đã từng làm. Nên kiên trì theo cách đã thất bại là như vậy, thất bại theo cách đã thất bại là như vậy, không làm khác, không thay đổi. Và cái điều thứ năm nha, cái thứ tư là thất bại theo cách thất bại. Và cái thứ năm này ạ, thất bại theo cách thành công. Và thất bại theo cách thành công đó là gì ạ? Thất bại, và đó là bài học, là người thầy dẫn đường. Và lúc này á, chúng ta cũng không gọi, không không dùng cái từ thất bại, dùng từ đó tất cả chỉ là ngôn từ mà thôi, đúng không ạ? Thất bại hay là chưa đúng hay là phản hồi, tất cả là từ ngữ thôi, đúng không ạ? Nhưng thất bại theo cách thành công, chúng ta hiểu đơn giản rằng thất bại và cho chúng ta là bài học, cho chúng ta đấy là người thầy dẫn đường. Tôi đã làm gì chưa đúng? Bài học ở đây là gì? Tôi còn gì thiếu sót? Tôi còn cái gì cần phải bổ sung? Tôi sẽ làm gì để tốt hơn trong những lần sau? Được không ạ? Vâng. Thất bại là đương nhiên. Vâng. Bạn chọn đối mặt hay chọn né tránh? Dạ vâng. Thất bại là mẹ thành công, chính xác ạ. Vâng. Đối mặt theo cách nào? Chúng ta chọn thôi, chúng ta lựa chọn thôi. Đối mặt hay né tránh? Và trên đây là năm cái thất bại chúng ta đã nói với nhau. Vậy chúng ta chọn thất bại theo cách thứ mấy ạ? Hãy comment xuống con số, có 5 cách thì chúng ta chọn thất bại theo cách thứ mấy? Vâng, chính xác. Vâng, cảm ơn nhà mình. Tất cả anh chị em chúng ta nhất trí với nhau nhá, thống nhất với nhau nhá. Vâng, thất bại không thể né được đâu, chắc chắn nó sẽ xảy ra trên con đường chúng ta đi đến mục tiêu. Nhưng chúng ta chọn ngẩng cao đầu và chọn cách thất bại thứ năm. Vâng, tôi chọn cách thất bại thứ năm, đó là phân bón cho thành công của tôi. Dạ vâng, phân bón cho thành công của tôi. Dạ, chính xác ạ. Rồi, chọn cách thứ năm, đồng ý, nhất trí quan điểm. À, sợ thất bại. Và cái điều thứ tám, điều thứ tám. Sai lầm vì không... Vâng, cảm ơn nhà mình. Sai lầm để khiến chúng ta không đạt được mục tiêu thứ tám, đó là không có kế hoạch để thực hiện. Vâng. Mục tiêu ấy ạ, mục tiêu là cái hướng đi, cái hướng cho chúng ta đi, đúng không ạ? Cái chúng ta nhìn thấy, chúng ta hướng chúng ta đi. Nhưng cái kế hoạch chính là con đường để dẫn chúng ta đến cái mục tiêu đấy. Kế hoạch chính là con đường để dẫn chúng ta đến mục tiêu.
Chúng ta viết ra mục tiêu rồi nhưng chúng ta lại không thiết lập được cái kế hoạch để mình thực hiện. Vâng, thì trong buổi sau Trang sẽ chia sẻ những câu hỏi để chúng ta thiết lập cái kế hoạch thực hiện mục tiêu của mình. Vâng, có kế hoạch, có mục tiêu một năm rồi. Vậy thì kế hoạch 6 tháng là gì? Kế hoạch 1 tháng là gì? Vâng, bán hàng thì bán được bao nhiêu khách? Bao nhiêu sản phẩm gặp được bao nhiêu khách? Bán được bao nhiêu sản phẩm? Bao nhiêu khách hàng mới? Bao nhiêu khách hàng cũ quay trở lại để tiếp tục mua sản phẩm, đúng không ạ? Rồi, chúng ta làm gì? Tạo các group nào? Có quảng cáo hay không? Có chạy quảng cáo hay không? Đúng không ạ? Sẽ xây dựng hình ảnh cá nhân trên gì? YouTube hay TikTok hay là Facebook, vân vân, là kế hoạch để chúng ta thực hiện. Vâng. Rất là nhiều người chúng ta học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Rồi chúng ta đọc rất nhiều về luật hấp dẫn, đúng không ạ? Luật hấp dẫn. Nhưng có một điều, anh chị em, chúng ta hãy hiểu sâu hơn. Vâng, nhiều người là sẽ bị, có thể trước đây cha cũng thế. Nhiều khi là mình cảm thấy bị mông lung. Đó, nếu như mình chưa sâu, mình bị mông lung. Và trong luật hấp dẫn, nói rằng gì? Chúng ta sẽ thu hút những cái nguồn lực, đúng không ạ? Mây tầng nào và mây tầng đó, chúng ta sẽ thu hút những nguồn lực. Nhưng mà không phải cái việc chúng ta ngồi ở đó, ngồi một chỗ, dùng tiềm thức mà hút được mọi thứ đến với mình đâu ạ. Chỉ có hành động thì mới hút được mọi thứ thôi. Và Trang rất thích một cái câu đó là gì? Khi mà chúng ta muốn đi tìm đồng đội ấy, khi muốn chúng ta muốn tìm đồng đội, không phải chúng ta phải đi inbox hay là đi gặp gỡ rồi đi lôi kéo vân vân các kiểu, mà chúng ta phải sáng lên để đồng đội tự đi tìm chúng ta. Chúng ta muốn có đồng đội, chúng ta phải sáng lên. Chúng ta muốn có khách hàng, chúng ta phải sáng lên để khách hàng nhìn thấy. Nếu chúng ta đứng trong bóng tối, chúng ta còn tối thì họ không nhìn thấy chúng ta đâu. Chúng ta hãy sáng lên, họ sẽ tự nhìn thấy. Được không ạ? Và những người thầy, một cái câu nói chúng ta nghe nhiều lần là khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Và có một câu nữa là khi người thầy sẵn sàng thì người trò sẽ xuất hiện. Nếu như chúng ta muốn chia sẻ, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đã sáng chưa? Để cho học trò nhìn thấy chưa? Để cho người học nhìn thấy chưa? Vâng. Vậy ngày hôm nay thay đổi tư duy nữa, thay đổi tư duy. Khi người thầy sẵn sàng, học trò sẽ xuất hiện. Chứ không phải. Và học trò sẵn sàng, người thầy xuất hiện, ok rồi, đúng không ạ? Chúng ta nghe nhiều rồi. Cảm ơn nhà mình. Nên là gì? Kế hoạch chỉ có làm thôi, chỉ có làm thôi. Trang muốn kể cho nhà mình nghe một câu chuyện như thế này ạ. Có một cái trong một cái cuộc họp báo, gặp gỡ những cái người thành công vào dịp cuối năm, cũng cuối năm ạ. Thì có một cái sau cái cuộc họp báo đó thì trong cái cuộc phỏng vấn thì có một người phóng viên gặp vị tỷ phú và hỏi rằng: "Thưa ông có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết là những cái điều gì giúp cho ông, điều gì giúp cho ông có được những cái thành công như ngày hôm nay? Điều gì giúp ông có được thành công như ngày hôm nay?" Thì người tỷ phú nói rằng: "Có ba từ thôi. Có ba từ thôi. Đó là gì ạ? Quyết định đúng." Vâng, ba từ. Đúng thật. Ông phải ra được những quyết định đúng thì ông mới có được nhiều của cải tiền bạc, có được cái gia đình hạnh phúc như thế. Đúng, quyết định đúng, chính xác ạ. Nhưng thưa ông cho tôi hỏi là làm thế nào để có được những quyết định đúng ạ? Làm thế nào để có được những quyết định đúng? Nó lại đến từ hai từ anh ạ. Hai từ đó là kinh nghiệm. Vâng ạ. Cảm ơn ông, chính xác. Ông phải có kinh nghiệm thì mới có được quyết định đúng. Vâng, cảm ơn ông, quá là quý giá. Nhưng ông ơi, cho tôi hỏi là thế thì làm thế nào để có được những kinh nghiệm quý báu đó? Nó lại đến từ ba từ anh ạ. Đó là gì? Quyết định
Sai. Dạ vâng, tuyệt vời không ạ? Có quyết định sai thì sẽ có kinh nghiệm và rồi có quyết định đúng. Vâng, cảm ơn ông. Dạ vâng, quyết định sai, tuyệt vời. Vâng, vậy ông ơi, thế thì làm thế nào để mà chúng ta có những cái quyết định sai? Ông có thường xuyên gặp những quyết định sai không ạ? Trong cái cuộc đời cái sự nghiệp của ông, trong cuộc đời kinh doanh của ông có thường xuyên gặp những quyết định sai không? Có, tất nhiên rồi. Tôi thường xuyên gặp phải những quyết định sai. Và vì sao anh biết không? Chỉ có một từ khóa tôi tặng cho anh. Đó là từ gì? Làm. Vâng ạ, hãy comment xuống ạ. Làm. Hay nói cách khác là hành động nhà mình nhá. Hành động. Vâng, viết ra không ăn thua. Ngày mai chúng ta có những câu hỏi để thiết lập mục tiêu. Và sau đó chúng ta ghi vào cuốn sổ. Nhưng chúng ta để đó và ăn Tết. Rồi hôm vừa rồi sang năm đâu lại vào đấy thì không ạ. Vâng. Đó chỉ là trên giấy thôi, quan trọng là làm. Vâng. Thất bại là mẹ thành công. Thì làm mới ra được thất bại đúng không ạ? Vậy thì làm sẽ là bà ngoại của thành công, đúng không nhà mình? Dạ vâng. Thất bại là mẹ của thành công, mà làm thì nó mới đẻ ra thất bại. Vậy thì làm thì chính là bà ngoại của thành công rồi. À, làm là bà ngoại của thành công, vâng ạ. Bà ngoại là chính xác nhất, bà nội thì chưa biết, nhưng mà bà ngoại thì chính xác nhất, đúng không ạ? Vâng, làm nhà mình nhá, hành động, có kế hoạch. Và điều thứ 9. Vâng, làm là bà ngoại của thành công. Vâng, sai thì sửa thôi ạ. À, nhưng mà tất nhiên, đừng để chúng ta sai quá nhiều. Sai thì sửa, thất bại theo cái cách thành công là gì? Linh hoạt và thay đổi phương pháp làm. Nghe sai, đừng sai mãi, được không? Đừng sai mãi. Đời có bao lâu mà hững hờ mà sai nhiều quá, mệt lắm. Vâng ạ. À, và cái điều thứ 9, không có niềm tin vào chính mình. À, không có niềm tin vào chính mình. Đây, cho nên là nhiều khi là viết rồi, gạch gạch đi. Ui, không làm được, cái con số này to quá. Ôi, cái này vì sao? Tư duy rất là quan trọng. Và tạo ra nhiều bảng. Tư duy rất là quan trọng. Để ngày hôm sau ấy, khi mà chúng ta viết xuống mục tiêu ấy, chúng ta đừng, ôi sợ quá, ôi to quá, không có niềm tin vào chính mình không làm được đâu. Vâng, rồi thì tư duy quan trọng không ạ? Người thấy tư duy quan trọng không? Nếu chúng ta không tin vào mình thì ai tin được đây? Tự tin là tự mình tin vào mình, thế thôi. Vâng ạ, tự tin là tự mình tin vào mình, không ai có thể sống thay chúng ta hay là thực hiện mục tiêu thay chúng ta được. Vâng rồi ạ. Tin rằng là chúng ta có thể chạm vào tất cả những điều chúng ta khát khao. Những cái người thành công ấy, thưa các anh chị em, chỉ đơn giản là họ biết cái gì mà một cái điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Họ làm một cái điều gì đó mà chúng ta chưa làm. Họ hiểu một cái gì đó mà chúng ta chưa hiểu thôi. Vâng, rồi. Và tặng nhà mình một câu. Trang thấy là nhiều các anh chị em đã bắt đầu phải rời cái phòng Zoom để đi làm rồi. Thì chương trình của chúng ta có ghi hình lại, thì rất mong là ban tổ chức cũng sẽ up lại cái video để cho anh chị em có thể xem lại, đúng không ạ? Vâng. À, có một câu Trang rất thích là con chim đậu trên cành cây không phải vì nó tin vào cành cây không gãy, mà nó tin vào đôi cánh của mình. Nó tin vào đôi cánh của mình, nó có thể bay lên được nếu thành cành cây gãy, đúng không ạ? Và để thành công, bạn buộc phải tin là mình có thể, buộc phải tin là mình có thể. Vâng, và cái não bộ của chúng ta ấy ạ, khi mà chúng ta không có niềm tin ấy, thì não bộ của chúng ta nó cũng sẽ chỉ đạo chúng ta là gì, chỉ nhìn thấy những cái gì, những cái điều mà chúng ta mình luôn luôn nói với mình rằng mình không thành công được đâu, không giàu được đâu, không làm được đâu. Thì sao ạ? Não bộ nó cũng sẽ chỉ cho chúng ta nhìn thấy gì, những cái tồn tại, những cái nguy cơ, những cái rủi ro, những cái lo lắng, vân vân các kiểu hợp. Đó. Không, còn khi chúng ta có niềm tin thì cái não bộ này nó sẽ tập trung tất cả để chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gì, những cơ hội, những mối quan hệ, những cách làm mới mà thôi, được không ạ? Đó, tất cả chúng ta cứ thử mà xem ạ. Khi chúng ta có niềm tin, tôi làm được với cái việc gì, tôi không làm được đâu, tôi không làm được đâu, thì các anh chị ra nhìn thấy cái gì,
ta cũng thấy là ui sợ, ôi rủi ro, vân vân các kiểu, đúng không ạ? Nhưng tôi làm được, tôi có niềm tin tôi sẽ đạt được cái điều đó, thì nhìn đâu nó cũng sẽ ra gì ạ, những mối quan hệ, những cơ hội, những điều tuyệt vời, nếu không chỉ nhìn thấy nguy cơ thôi. Các anh chị có rơi vào cái, có bao giờ trải qua cái tâm trạng như thế này, ví dụ sáng ngủ dậy nhìn ra ôi ơi trời thì mưa, hôm nay có cuộc hẹn gặp khách hàng này, trời mưa này, xong rồi bẩn thỉu nọ kia các kiểu, hoặc là ngày mùng 1 ấy mà bị rơi vỡ cái gì, hoặc là mùng 1 mà đã bị đòi tiền các kiểu, chúng ta hay quan niệm gì đúng không, đèn thế, mới đầu tháng đã đèn thế rồi. Thế cả tháng chắc không 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 ra cái hồn gì đây. Vâng, và cứ như thế, y rằng cái tháng hôm đấy nó không ra gì thật. Đúng không ạ? Cái ngày hôm đấy bảo trời mưa, bảo đen đủi. Ấy. Y như rằng cái ngày hôm đấy nó chẳng ra cái gì, chẳng ra đâu vào đâu cả. Đúng không ạ? Vì sao? Cái niềm tin của chúng ta như vậy, nó giới hạn chúng ta như vậy. Bộ não sẽ hoạt động dựa vào những gì chúng ta nghĩ mà. Đúng không nhà mình? Nói tôi không thành công, tôi không giàu, tôi không làm được đâu, tôi không chia sẻ được, tôi sợ, tôi không có năng khiếu, vân vân các kiểu, thì bộ não nó sẽ hoạt động như vậy, sẽ cho chúng ta đúng như thế, tiềm thức nó sẽ cho chúng ta đúng như thế. Những người giàu có, những người thành công ấy, thì thành tựu của họ đều bắt đầu từ những con số không mà, đúng không ạ? Thành tựu đều bắt đầu từ những con số không. Chúng ta thử nghe những cái lịch sử, những cái tiểu sử của những người thành công, hầu như họ đều bắt đầu bằng con số không hết. Họ chỉ có niềm tin thôi, chỉ có khát khao thôi, hay nói cách khác là sống bằng niềm tin, đúng không ạ? Vâng, niềm tin và khát khao thôi và họ thành công. Bao nhiêu số các anh chị em đồng ý cái quan điểm này thì comment tôi đồng ý. Vâng, tôi đồng ý, đúng không ạ? Họ chỉ có niềm tin thôi mà, họ có gì đâu. Vâng, nên nhất định phải tin là làm được anh chị nhé, phải tin là làm được, đều làm được rồi. Và Trang muốn đọc tặng anh chị em phần này. Các anh chị em, chúng ta có 2 buổi, thời gian khá là eo hẹp, đâu đó 2 buổi khoảng độ 3 tiếng. Thực ra ấy, Trang có thể chia sẻ lâu hơn, dài hơn, nhưng mà thời gian nó khá là eo hẹp. Và Trang thấy rằng cái thời điểm này cũng là cái thời điểm các anh chị em phải rời phòng Zoom. Thì chắc là Trang sẽ kết thúc sau cái phần này một chút, và sẽ để sang buổi sau để chia sẻ 9 sai lầm khi mà thiết lập được mục tiêu rồi, thì sẽ nói về những cái tư duy đúng, sau đó sẽ đi vào những câu hỏi, được không ạ? Vâng. Thì Trang xin đọc tặng, nghe tặng nhà mình một cái đoạn ở trong cuốn sách Bí mật Phan Thiên Ân. Bí mật Phan Thiên Ân là một cuốn sách rất hay, và đây là cuốn sách đã, có thể nói là nếu như có cuốn sách thay đổi cuộc đời thì đây cũng là một trong những cuốn sách mà thay đổi cuộc đời Trang, một cuốn sách mà Trang rất là yêu nó, và đã khi mà đọc xong thì đã tóm tắt thành một cuốn ebook để gửi tặng cho mọi người đó. Và trong đó thì có 10 cái tờ kinh bí mật hạnh phúc. Vâng, và Trang xin trích đọc, đây là trích đọc thôi ạ, Trang đã tóm tắt nó vào ebook của mình, thì trích đọc một trong những tờ kinh, vì sẵn đây thì đang nói về cái phần cái niềm tin vào chính mình ạ. Vâng, cuốn sách Bí mật Phan Thiên Ân, niềm tin vào chính mình, thì Trang muốn đọc cho nhà mình, và Trang muốn là từ ngày hôm nay tất cả hãy tư duy như Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau tư duy như Chúa Trời. Tại sao ạ? Tại sao lại gọi là tư duy như Chúa Trời? Tạo hóa chưa tạo ra một cái điều gì trên thế giới này là sai lầm cả, tất cả mọi thứ nó đều có lý do của nó. Vâng, tất cả mọi thứ tạo hóa sinh ra, đấng nào đó sinh ra, tạo ra trong cuộc đời này nó đều có lý do của nó, và nó đều hợp lý cả, đúng không ạ? Và chúng ta cũng như vậy, chúng ta là một sáng tạo của thiên nhiên, đều hợp lý cả. Vũ trụ không đặt lên vai ai cái gì quá sức của họ đâu. Vâng, cho xin đọc tặng nhà mình một cái đoạn. Sao một lát. Vâng. Bí mật Phan Thiên Ân, trích tờ kinh số 3. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Từ thuở hoang sơ của kiếp người, chưa có một sinh vật nào giống tôi. Có trí óc,
trái tim, cặp mắt, bàn tay, mái tóc và môi cười giống tôi. Không ai có thể đi, có thể nói, có thể nghĩ giống như tôi. Tôi khác biệt với tất cả. Tôi là một sáng tạo độc nhất, là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi không cố gắng giống người khác. Sẽ giao bán cái đặc thù của bản thân mình và hãnh diện với đặc thù đó. Tiềm năng của tôi gần như vô hạn định. Vậy mà tôi đã chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của khối óc. Tôi, hôm nay, tôi bắt đầu gia tăng sự sử dụng này. Không có một thú vật nào, cây cỏ nào, ngọn gió nào, hạt mưa nào, tảng đá nào, sông hồ nào có một khởi thủy như tôi. Tôi đã được kết tạo bằng tình yêu và nuôi sống bằng mục đích thần thánh. Trong quá khứ, tôi không hiểu điều này. Nhưng kể từ nay, tôi sẽ hướng dẫn và hành xử con người tôi trên cái căn bản này. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Và thiên nhiên không bao giờ thất bại. Cả trăm ngàn năm nay, bao giờ thiên nhiên cũng là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi là thiên nhiên. Sau cùng, tôi sẽ thắng. Tôi là một phép màu lớn nhất của thiên nhiên. Đó là phần trích của Bí mật Phan Thiên Ân. Và Trang muốn đọc tặng các anh chị em trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Và Trang còn muốn chia sẻ về 7 tư duy đúng khi thiết lập mục tiêu và tất cả những câu hỏi trong hành trình thiết lập mục tiêu. Vâng. Thì sẽ chia sẻ với nhà mình vào buổi tiếp theo. Và đừng rời phòng Zoom ngay bây giờ. Và Trang muốn tặng nhà mình một video ngắn. Video này chúng ta có thể xem ở trên YouTube có. Nhưng Trang muốn trong buổi sáng ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với nhà mình. Cái video này nó khoảng độ 2 phút thôi. 2 phút thôi nhà mình nhé. Chúng ta sẽ xem, sau đó lát nữa chúng ta sẽ có cái phần chia sẻ một chút. Chúng ta giờ Trang một lát. Vâng, Trang sẽ xem màn hình. Và chúng ta sẽ xem một video khoảng 2 phút để kết thúc. Đây sẽ là một cái kết thúc đẹp cho buổi ngày hôm nay. Vì sao phải có mục tiêu? Có bao giờ bạn thấy một cảm giác trống rỗng bao vây mình? Bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa? Bạn chán nản trước những khó khăn? Bạn vô cảm với mọi thứ? Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình. Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời. Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động. Khi không có mục tiêu rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức kỳ lạ với những việc thủ muỗng thường ngày, cho tới khi chúng ta trở thành nô lệ của chúng. Đôi khi sự bận rộn khiến bạn lầm tưởng rằng mình đang có một cuộc đời ý nghĩa. Bận rộn không là không đủ. Con kiến cũng bận rộn. Câu hỏi là bạn bận rộn vì cái gì? Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời bạn chỉ có ý nghĩa nếu bạn vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình. Những ai nói rằng cuộc sống không đáng giá, thực ra bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá. Luôn luôn bắt đầu bằng sự kết thúc, nghĩa là tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Bạn biết mình muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó. Chúng ta được tạo ra để chinh phục thử thách, giải quyết rắc rối và đạt được mục tiêu. Chúng ta không tìm được hạnh phúc trong đời nếu không có thử thách để chinh phục và mục tiêu để vươn tới. Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái. Nó có thể tiến tới, quay lui hoặc xoay vòng vòng. Không ai có thể đoán được hướng đi của nó. Nhưng có một điều rất rõ ràng. Nó là con tàu vô dụng. Có hai ngày quan trọng nhất trong một đời người: ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra mục tiêu cuộc đời của mình. Bạn xem video này tức là ngày trọng đại đầu tiên đã qua. Vậy còn thời khắc trọng đại thứ hai thì sao? Cuộc đời không thể trọn vẹn nếu thiếu mục tiêu.
Vâng, cuộc đời không thể trọn vẹn nếu như chúng ta thiếu mục tiêu. Vâng, cuộc đời không thể trọn vẹn nếu như chúng ta thiếu mục tiêu. Và nếu như chúng ta không có mục tiêu, giống như là một cái con tàu đúng không ạ? Con tàu không có bánh lái. Con tàu không có bánh lái thì có thể là nó sẽ đi ngược, đi xuôi, quay vòng vòng cũng không có hướng gì cả. Không biết đi hướng nào và nhất định con tàu đó là con tàu vô dụng. À, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và bây giờ còn vài phút cuối á, thì Trang muốn chuyển lời cho anh Trông ạ. À, anh Trông sẽ tiếp tục có thể là có vài lời với cả lớp hoặc là các anh chị em có phần gì muốn chia sẻ. Em xin mời anh Trông ạ. Rồi, cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Bao nhiêu anh chị đã học được một cái điều gì đó cho mình rồi, comment số 1 đi ạ. Bao nhiêu anh chị nghĩ là bạn bè và đồng đội của mình hay người thân của mình cũng cần có mặt trong một chương trình giống như thế này ạ? Thì chúng ta gọi số 3 đi ạ. À, trong hỏi câu tiếp theo, sáng thứ năm thì anh chị em nào mà cam kết mời thêm một người vào phòng học nữa thì comment số 1 ạ. Một người thôi, một người, chỉ cần mời một người thôi. Rồi, tuyệt vời. À, trong tin chắc là trong buổi sáng hôm nay thì anh em đã học được một điều gì đấy cho mình thông qua cái phần chia sẻ của cô Thu Trang. Và trong tin là buổi sáng thứ năm tiếp theo anh chị sẽ có mặt sớm hơn và mời thêm cho mình một người đồng đội, một người thân để có mặt trong cái chương trình, để chúng ta có những cái bài thực hành. Buổi sau sẽ là phần thực hành nha, tức là chúng ta sẽ ngồi và chúng ta viết luôn. Thì sáng thứ năm chúng ta sẽ gặp nhau. Trong nhắc lại là phòng Zoom ID không thay đổi. Hình ảnh thì trong sẽ gửi lại cái banner cho anh em chia sẻ và mời thêm một người thôi. Chúng ta giúp cho đúng một người, một người, trong chỉ cần anh chị chia sẻ cho đúng một người là được rồi nha. Là phòng Zoom của chúng ta và sáng thứ năm sẽ là 500 người. Ai nghĩ phòng Zoom và sáng thứ năm của chúng ta được 500 người thì gõ 500 đi. Nếu chúng ta một người chia sẻ cho một người, tức là mình mời cho một người vào học đúng không? Thì chúng ta sẽ được 500 người. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chụp một cái tấm hình. Anh em sẽ lấy cái tấm hình này về. Trong nhà thầy Ngô hay là thầy Dũng, các vị thầy chụp hình rất là đẹp. Mình mở camera lên ha, thế là chụp hình. Và một lát nữa thì có rất là nhiều anh em cũng không không có trong nhóm Zalo, thì trong sẽ lấy hết tất cả những hình ảnh đấy. Trong sẽ gửi vào cái đăng lên trên Facebook. Thế là anh em vào trong Facebook của trong lấy về. Còn nếu anh em nào có trong nhóm Zalo thì chúng ta lấy cái hình từ nhóm Zalo. Thế là mình đăng lên trên Facebook thì chắc chắn là anh em sẽ mời được một cái người bạn của mình tham gia vào buổi sáng thứ năm. Rồi, ai đồng ý gọi số 5 và chúng ta chụp hình nha. Thả tim, thả tim. Rồi, trong nhà thầy Ngô, thầy Dũng, thầy Thăng chụp hình cũng rất là đẹp. Rồi, mình sẽ chụp Recording stopped. hình, chụp tất cả các cái hình từ cái trang